Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 10. Triệu Thiên Sách gật đầu, khuôn mặt tràn đầy sự kính trọng nói, Đại tướng Tô Chí Công vô tư, không tham lam mưu đồ danh lợi, trong lòng có thiên hạ, thuộc hạ khâm phục ạ. Triệu Thiên Sách là một nam tử Hán bằng xương bằng thịt, trực tiếp bị cảm động bởi cách hành xử của Tô Thần Binh, hai mắt sáng rực lên, ngay lập tức quỳ chân xuống đất, chắp tay hành lễ. Đứng dậy đi, Thiên Sách, bây giờ cậu là chiến thần Thiên Sách, còn tôi chỉ là ông chủ của một dòng họ nhỏ, chú ý đến sức ảnh hưởng chút đi. Tô Thần Binh nói. Ông nhận của tôi cái cúi đầu này. Triệu Thiên Sách kính cẩn lễ phép, sau đó được Tô Thần Binh đỡ dậy. Thiên Sách. Tô Thần Binh khẽ cười, thực ra, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu, tôi có một cặp con trai con gái. Con gái là Tô Dực Cân thì không nhắc đến nữa. Nó cũng là 10 chiến tướng lớn như cậu, các cậu cũng tương đối quen thuộc. Tô Thần Binh bắt đầu chuyển hướng, nói, đứa con trai Tô Thương này của tôi, đã trưởng thành rồi, tôi muốn để nó gia nhập vào dưới trướng của cậu, đến chiến trường mài giũa một phen, ý của cậu như thế nào? Được thôi. Triệu Thiên Sách không hề do dự trả lời, đồng thời còn cam kết, Đại tướng Tô, ông yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ bảo đảm sự an toàn của cậu ấy. Được, vậy thì nhờ cả vào cậu nhé. Tô Thần Binh thoáng chút tự hào nói, tên nhóc Tô Thương đó, bây giờ đã đặt chân đến hóa kình trung kỳ rồi, thực lực không hề yếu, dư sức làm phó quan của cậu. Đại tướng Tô. Triệu Thiên Mạch nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó gượng cười, trước khi tôi tới đây đã nghe ngóng một vài thông tin rồi, theo như tôi được biết, Tô Đại Thiếu Gia là một người ăn chơi trác táng có tiếng ở Giang Bắc, là khách quen của các quán ba hộp đêm. Không học vấn, không nghề nghiệp, không có chí tiến thủ, sao cậu ấy có thể là cao thủ hóa kình được chứ? Ông đừng lừa tôi nữa. Tất nhiên, chức vị phó quan tôi có thể sắp xếp được, để Tô Đại Thiếu Gia đi theo bên cạnh tôi, đợi đến chiến trường rồi, tôi cũng tiện bảo vệ cậu ấy. Triệu Thiên Sách cười một cách ngượng ngùng, nhưng Đại tướng Tô, ông không nên lừa tôi như thế đâu. Ha ha! Tô Thần Binh đang định giải thích, nhưng lúc này... Bên ngoài truyền đến giọng nói cầu kiến của Tô Thương. Thiên Sách, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, Tô Thương đến rồi, tận mắt cậu nhìn đi. Tô Thần Binh mỉm cười, sau đó nói, Tô Thương, đi vào đi. Sau đó, Tô Thương bước vào phòng đọc sách, anh ấy chào hỏi Tô Thần Binh trước, sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Sách đang đứng bên cạnh. Được thôi. Tô Thương nghe theo lời của cha, rồi nhìn về phía Triệu Thiên Sách. Cười nói, chiến thần Thiên Sách, bây giờ anh tin chưa? Tin rồi. Triệu Thiên Sách quan sát Tô Thương mấy lần, mới bắt đầu khen, ha ha, là tôi nhẹ dạ cả tin vào những lời đồn bên ngoài, không ngờ rằng Tô Đại Thiếu Gia không phải là một công tử bột, mà là một người lén lút tu luyện đến cảnh giới hóa kình trung kỳ. Chịu đủ mọi tiếng xấu, chịu khổ chịu nhục, bất hiện sơn bất lộ thủy, Tô Thiếu Gia, tính cách của cậu, tôi vô cùng khâm phục. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, không hổ là con trai của Đại tướng Tô. Ý nói những người không để lộ ra tài năng của mình. Tôi. Tô Thương muốn nói, nhưng theo nội dung cốt truyện, không phải là anh ấy ăn thông thần đan mới biến thành hóa kình sao, sao lại thành chịu khổ chịu nhục rồi vậy? Tôi cái gì mà tôi? Tô Thần Binh không hề muốn cho Triệu Thiên Sách biết sự thật, ngược lại, ông ấy nghe được Triệu Thiên Sách nhận xét Tô Thương như vậy. Trong lòng vô cùng sảng khoái, sau đó trừng mắt liếc Tô Thương một cái, ra hiệu cho anh ấy đừng nói lung tung nữa, sau đó còn chỉ điểm cho anh ấy còn không mau cảm ơn lời khen của chiến thần Thiên Sách đi. Tô Thương cười nhẹ, cũng không để ý mấy chuyện này, nghe theo ý muốn của cha bèn nói cảm ơn chiến thần Thiên Sách. Tô Thiếu Gia khách sáo rồi. Triệu Thiên Sách khẽ cười nói, Tô Thiếu Gia là một người tuấn tú lịch sự, thực lực trong thế hệ trẻ tuổi. Cũng coi như là cao cấp nhất, đến chiến trường rồi chắc chắn có thể tỏa sáng rực rỡ. Ha ha, Thiên Sách cậu xem trọng nó quá rồi, trẻ con thôi mà, không gây thêm phiền phức gì cho cậu là tốt lắm rồi. Trong lòng Tô Thần Binh khá tự hào, sau đó liền nói sang chuyện khác, Thiên Sách, lần này cậu tới Giang Bắc, có chuyện gì vậy? Quả thực là có một chuyện khá là quan trọng. Triệu Thiên Sách không hề giấu giếm, nói nhỏ nhẹ, Đại tướng Tô. Gần đây biên giới phía đông xảy ra chuyện lớn, ông đã từng nghe qua chưa? Chuyện lớn gì?
Tô Thần Binh nghi ngờ nói. Chuyện này vốn là chuyện cực kỳ bí mật, nhưng ông là đại tướng Tô, cho nên chuyện này cũng có chút liên quan đến ông, nói cho ông biết cũng không sao. Triệu Thiên Sách suy nghĩ một lúc rồi nói, mấy ngày trước, con gái ông là chiến thần Dực Cân, trúng bẫy của quân sư nước Đê, bị vây đánh ở một thành phố nhỏ ở biên giới phía đông. Triệu Thiên Sách tiếp tục nói, chiến thần Dực Cân vì vậy đã được cứu thoát, bây giờ đã hồi phục lại như lúc ban đầu rồi, hơn nữa thực lực còn tăng lên một bậc nữa. Sau khi biết được con gái không sao, Tô Thần Binh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, vậy cao thủ Bán Địa Tông trẻ tuổi đó là ai? Anh ta tên là Tô Huyền Thiên, Triệu Thiên Sách thành thực trả lời. Tô Thần Binh nghe thấy như vậy, nói mà như xác nhận, Tô Huyền Thiên, chú Huyền Thiên. Không sai. Triệu Thiên Sách gật đầu nói, tôi biết nhà họ Tô có quan hệ với Tô Huyền Thiên, ông nội Tô Kiền Khôn đã kết nghĩa anh em với Tô Huyền Thiên, dựa theo vai vế thì anh ta chính là chú của ông. Theo như tôi suy đoán thì Tô Huyền Thiên cũng vì nguyên nhân này cho nên mới lựa chọn giải cứu chiến thần Dực Cân nhỉ. Triệu Thiên Sách nói. Chắc chắn là phải rồi. Nhắc đến Tô Huyền Thiên, Tô Thần Binh vô cùng tự hào nói, chú Huyền Thiên thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà, mấy ngày trước rõ ràng vẫn còn ở Giang Bắc, rồi lại đột nhiên đi đến biên giới phía đông rồi, quá thần bí mà. Quyết định đúng đắn nhất cả đời này của cha tôi, chính là kết nghĩa với Tô Huyền Thiên. Tô Thần Binh mỉm cười rồi lại hỏi, Thiên Sách, cậu đến Giang Bắc là vì muốn tìm chú Huyền Thiên của tôi sao? Ừm. Triệu Thiên Sách đáp lại nói, tôi theo lệnh của Bình Thân Vương, Long Từ Hành, đi đến Giang Bắc thiết lập quan hệ với lại Tô Huyền Thiên, từ đó thử mời anh ta gia nhập vào trận doanh của nước Hoa. Đại tướng Tô, ông thân thiết với Tô Huyền Thiên, ông cảm thấy anh ta sẽ nhận lời không? Cái này không nói trước được. Tô Thần Binh nói tiếp, tôi cũng hy vọng chú Huyền Thiên có thể vì đất nước mà cống hiến, nhưng anh ta đến từ tông phái võ thuật. Cho nên mưu cầu của anh ta chắc là muốn những danh lợi ở trong giới luyện võ mà thôi, đối với mấy cái liên quan đến thành phố có lẽ là không có hứng thú đến. Nhưng cậu cứ thử xem, nếu như anh ta nhận lời, thì như vậy nước Hoa lại thuận buồm xuôi gió có thêm một cao thủ đỉnh cấp. Được. Triệu Thiên Sách lại hỏi tiếp, Đại tướng Tô, ông có biết hành tung của Tô Huyền Thiên không? Không biết, Tô Thần Binh cười khổ. Sau đó lại đưa ra một chủ ý nói, Tô Huyền Thiên thỉnh thoảng hay đến chợ đen Cửu Môn, cậu có thể đến đó tìm anh ta thử xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thần Binh mỉm cười, sau đó lại nghi ngờ hỏi, đúng rồi, cậu nói Tô Huyền Thiên đi đến biên giới phía đông để cứu Dực Cân còn mang theo một con chó cảnh sao? Ừm, nhưng mà, con chó đó không phải là một con chó cảnh bình thường đâu nha. Lực chiến đấu vô cùng kinh khủng luôn. Triệu Thiên Sách nhắc đến chuyện này thì cả khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, cái con Teddy đó còn giết nhiều quân địch hơn cả Tô Huyền Thiên nữa đó. Cường đại như vậy, chắc chắn là đã được nuôi dưỡng bằng phương pháp cổ, xem ra lai lịch của Tô Huyền Thiên không hề bình thường chút nào. Tô Thần Binh càng thêm chắc chắn rằng Tô Huyền Thiên chính là đến từ một tông phái võ thuật cường đại. Đại tướng Tô. Sau khi hỏi xong chuyện của Tô Huyền Thiên, Triệu Thiên Sách liền nhắc nhở nói, mấy ngày này ông cẩn thận chút nhé, đặc biệt là Tô Thiếu Gia. Vừa nói, Triệu Thiên Sách vừa nhìn sang Tô Thương rồi nói, gần đây nước Đê đang đối chọi với lại chiến thần Dực Cân, theo như tin tức tôi được biết, thì bọn họ đã phái cao thủ đến Giang Bắc rồi, bọn họ muốn giết chết Tô Thiếu Gia, từ đó làm ảnh hưởng đến tinh thần của chiến thần Dực Cân. Nhưng mà mọi người yên tâm đi. Lần này tôi tới Giang Bắc đặc biệt làm cho rầm rộ lên rằng tôi đang ở Giang Bắc thì người nước Đê chắc cũng sẽ không dám ra tay. Triệu Thiên Sách tự tin nói. Ha ha, như vậy thì làm phiền đến cậu rồi. Tô Thần Binh cười nói. Triệu Thiên Sách vội vàng cung kính đáp lại, Đại tướng Tô khách sáo rồi. Tô Thương ở bên cạnh khẽ mỉm cười, anh đã nhìn ra được thực lực của Triệu Thiên Sách. Cũng khó trách Triệu Thiên Sách lại có thể tự tin như vậy. Anh ta đã đến cảnh giới tông sư đỉnh phong rồi. Lại cộng thêm với sát khí trên người thì lực chiến đấu cũng thật sự rất khá, có khi còn ngang ngửa Bán Địa Tông luôn rồi. Nhưng đối với Tô Thương lúc này, căn bản không đủ lọt vào tầm mắt mà. Nếu như đánh nhau thì Tô Thương nắm chắc sẽ đánh bại được Triệu Thiên Sách,
hơn nữa còn hoàn toàn ở trên thế trấn áp. Đại tướng Tô, tôi có nhiệm vụ trên người cho nên không tiện ở lại lâu, ngày khác có thời gian tôi lại đến thăm ông nhé. Lúc này, Triệu Thiên Sách muốn tạm biệt nói, về phần Tô thiếu gia, khi nào tôi rời khỏi Giang Bắc trở về lại biên giới phía Nam, thì sẽ mang cậu ta đi cùng. Ha ha, được, vậy tôi không giữ cậu lại ăn cơm nữa. Tô Thần Binh cũng không giữ lại nói. Tô thiếu gia, cho tôi số điện thoại của cậu đi, đợi tôi liên lạc với cậu nhé. Triệu Thiên Sách sau khi lấy được số điện thoại của Tô Thương, thì tạm biệt Tô Thần Binh lần nữa, sau khi rời khỏi phòng đọc sách thì dẫn theo hai tên phó quan rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Thằng danh con, dám nói mấy lời đó với cha mình, lợi hại chính là lợi hại, cái gì mà chim sẻ mổ mông trâu, còn dùng mấy câu bỏ lửng kiểu này, để thể hiện con là người có văn hóa chắc. Tô Thần Binh đen sầm mặt lại dạy dỗ nói, rồi còn định giơ tay ra để giáo huấn Tô Thương. Cha à, cha vẫn nên dưỡng chân mình cho tốt đi đã rồi hãy đánh con sau. Tô Thương lách người qua một bên, nhẹ nhàng tránh khỏi, anh để lại câu nói rồi rời khỏi phòng đọc sách. Hừ, thằng nhãi con. Mày đi đâu vậy, đừng có mà chạy lung tung, không nghe Chiến Thần Thiên Sách nói gì sao, cẩn thận cao thủ nước đê đó. Tô Thần Binh hùng hổ dặn đi dặn lại, nhưng trên mặt lại thoáng nở ra một nụ cười. Bây giờ con trai mình đã là cảnh giới hóa kình, mình cũng không cần phải quá lo lắng nữa rồi. Sau khi đi ra khỏi phòng đọc sách, Tô Thương cũng không ở lại trang viên nhà họ Tô nữa mà lái xe về hướng biệt thự ven sông. Tô Du Du vẫn còn đang ở trong biệt thự, Tô Thương định qua đó xem. Nhưng mà khi anh vừa về đến biệt thự thì Tô Du Du và dì Phù đều không có ở trong đó. Trong phòng khách để lại một mảnh giấy, đại thiếu gia, tôi mệt rồi, tối nay tôi không muốn nấu cơm nữa, đúng lúc Du Du tiểu thư muốn ăn đồ nướng, nên tôi đưa cô bé đi ăn, ăn xong thì chúng tôi sẽ trở về, cậu cũng ăn ở ngoài đi nhé, đừng có làm cơm, tôi trở về cũng không muốn rửa chén, rửa nồi đâu, còn nữa, chú ý vệ sinh, đừng để sàn nhà bị dơ. Lau nhà rất là mệt, ai mà làm dơ thì người đó lau đi nhé. Em bé già của tôi, lúc trước sao không phát hiện ra dì Phù lại có tính cách như vậy chứ? Tô Thương chửi bậy một câu, rồi vo tròn mảnh giấy lại ném vào thùng rác, sau đó đi lên lầu tu luyện. Thấm thoát, trời đã tối sầm lại. Giờ này, phút này, trang viên nhà họ Lý có một vị khách không mời mà lại đến. Đó chính là cao thủ địa tông của nước Đê Y Đằng, ông ta còn dẫn theo mấy tay sát thủ của nước Đê nữa, xông vào trang viên nhà họ Lý. Ông ta nhận được tin tức, Tô Huyền Thiên từng tặng cho ông chủ Lý Thuần Phong nhà họ Lý một món quà mừng thọ, chứng tỏ quan hệ của hai bên cũng khá tốt. Bởi vậy, tối qua Y Đằng đã quyết định sẽ lấy nhà họ Lý làm mồi nhử dụ Tô Huyền Thiên ra mặt. Cùng lúc đó, ở trang viên nhà họ Lý, trong căn phòng bí mật dưới lòng đất, Lý Thuần Phong đang ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, ông ta đang tu luyện, chân khí lượn vòng quanh thân. Cha! Mặt mũi Lý Khuê Võ tràn đầy hổ thẹn nói, có lẽ con quá ngu ngốc rồi, đã xem nhiều năm như vậy mà cuối cùng cũng vẫn không mở cửa vào được, không có cách nào lĩnh ngộ được tầng cao hơn. 2. Lý Thuần Phong thở dài một hơi, sau đó nói, cái này không nằm ngoài dự đoán của cha. Nhưng mà, Khuê Võ, con phải biết là Tô Thương mất bao lâu để học được không? Cậu ta sao? Lý Khuê Võ khinh thường nói, mọi người đều biết, Tô Thương là đồ bỏ đi siêu cấp, trước giờ chưa từng luyện võ, nếu như cậu ta muốn luyện thành nội công nhà họ Lý thì e rằng cũng phải mất 3, 4, 50 năm. Bỏ đi sao? Lý Thuần Phong đen sầm mặt lại, trách phạt nói, con không nghe rõ vấn đề cha nói sao, cha hỏi con. Tô Thương mất bao lâu để học được, ý trong câu nói này không đủ rõ sao, Tô Thương đã học được rồi. Cái gì? Lý Khuê Võ lập tức kinh ngạc vô cùng, lắc đầu liên tục nói, không thể mà, Tô Thương chẳng qua là ăn được thông thần đan mới trở thành người luyện võ, mới có mấy ngày thôi mà, cậu ta tuyệt đối không thể luyện thành công pháp của nhà họ Lý được. Mấy ngày? Ha ha! Lý Thuần Phong cười lạnh một tiếng rồi nói, con quá xem thường Tô Thương rồi, cậu ta chỉ nhìn cha vận chuyển một lần thì đã có thể nắm được công pháp tổ truyền của nhà họ Lý rồi. Chỉ xem qua một lần, cái này. Lý Khuê Võ trợn mắt há hốc mồm,
vẻ mặt kinh ngạc tột đỉnh, căn bản không tin được những gì tai mình vừa nghe thấy, lẩm bẩm nói: cha, một lần thì đã học được công pháp nhà họ Lý sao, chưa từng nghe thấy đó, đây là thiên phú gì vậy chứ, có phải là cha lầm rồi không? Cậu ta thực sự đã luyện thành rồi, chính mắt cha nhìn thấy, không thể là giả được. Lý Thuần Phong nhìn sang con trai mình, bất mãn, trách nói: Lý Khuê Võ, so sánh lại thì con mới đúng là đồ bỏ đi đó, còn có mặt mũi để cười nhạo Tô Thương sao? Lý Khuê Võ nghe thấy như vậy, ngượng ngùng sờ lên mũi, rồi đứng yên sang một bên không dám nói thêm lời nào nữa. Hai, là do cha đòi hỏi ở con cao rồi, công pháp của nhà họ Lý thâm sâu khó hiểu, cho dù là cha thì cũng phải tiêu hao gần nửa đời, mới có thể mò được đến cửa, thiên tư con ngu dốt, cái này không trách con được. Lý Khuê Võ gật gật đầu, mặc dù có chút không cam tâm tình nguyện nhưng ông ta là người biết phân rõ việc nặng nhẹ. Tô Thương bây giờ không còn như xưa, sau này cậu ta lớn mạnh rồi thì có thể là chỗ dựa cho nhà họ Lý, thái độ của ông ta đương nhiên sẽ phải thay đổi rồi. Hơn nữa, sở dĩ Lý Khuê Võ khinh thường Tô Thương hoàn toàn là vì mấy danh tiếng xấu của Tô Thương, rồi còn không có học vấn, không có nghề nghiệp gì. Trong đó, không có học vấn, không có nghề nghiệp gì là trọng điểm. Theo như ông ta thấy thì một người đàn ông có thể đi đến mấy quán bar, có thể tìm mấy em nhân viên, nhưng trước tiên phải có bản lĩnh đã. Người đàn ông cường đại có thể có tam thê tứ thiếp, trái ôm, phải ấp, cũng là chuyện bình thường, có thể hiểu được. Nhưng Lý Khuê Võ ghét nhất chính là Tô Thương không có bản lĩnh, cả ngày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đi đến quán bar, hoàn toàn ngay cả thằng ngu cũng không chịu được, chính là cái đồ bại hoại của Giang Bắc. Nhưng mà bây giờ, Tô Thương đã có bản lĩnh rồi, đã đặt chân đến cảnh giới hóa kình trung kỳ, thiên phú võ thuật cũng khiến người ta sởn cả gai óc, Lý Khuê Võ đương nhiên có thể chấp nhận được những tiếng xấu trước kia của Tô Thương rồi. Thậm chí, Lý Khuê Võ bắt đầu suy nghĩ làm sao để có thể cải thiện được mối quan hệ của mình và Tô Thương. Nếu không thì thỏa mãn cậu ta, dẫn cậu ta đi quán ba nhỉ. Ngay lúc này, Lý Thuần Phong đột nhiên phát hiện ra được tình hình ở bên ngoài, lập tức biến sắc, đứng dậy nói có người xông vào trang viên rồi. Lý Khuê Võ lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, người nào mà to gan vậy? Không rõ, nhưng trong đó có một người rất rất là mạnh, ông ta dường như là .cao thủ địa tông. Biểu cảm Lý Thuần Phong ngưng trọng, trầm giọng nói, Khuê Võ, lập tức kêu tất cả các cao thủ ở trong trang viên theo cha ra xem. Vâng. Lúc này, ở ngoài hàng rào trang viên nhà họ Lý. Dừng lại, trang viên nhà họ Lý là thuộc về tư nhân, không có sự cho phép thì không ai được đi vào. Mấy tên người làm ở cổng nhìn thấy đám người của y đằng không hề có ý tốt đi tới, liền cùng nhau đi lên, mở miệng ngăn lại. Muốn chết. Y đằng nhìn thấy như vậy liền bĩu môi cười nhạo một tiếng, tay phải nắm chặt chuôi của kiếm katana, tay phải nắm chặt vỏ kiếm. Ngay lúc này, ông ta đột nhiên ra tay, rút thanh kiếm katana ra, trực tiếp chém xuống. Ngay sau đó, một luồng kiếm lóe lên, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên một cái thì bốn tên người làm của nhà họ Lý đồng loạt ngã xuống. Phịch! Bốn người này, đều bị một nhát kiếm cứa đứt cổ, máu tươi bắn ra tung tóe. Căn bản không kịp phản ứng lại thì đã mất mạng rồi. Một đao giết chết bốn người. Lại nhìn thấy y đằng đã thu thanh katana về lại trong vỏ kiếm, duy trì tư thế như ban đầu, giống như ông ta chưa từng động đậy qua vậy. Bởi vì tốc độ của ông ta quá nhanh, nhanh đến nỗi người khác không kịp nhìn thấy động tác của ông ta. Tiền bối y đằng, đây chính là nhất lưu kiếm sao, quá cường đại rồi, không hổ là đệ nhất sát nhân thuật của nước D. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, tiền bối y đằng ra tay rồi sao, sao tôi không nhìn thấy gì cả vậy? Mạnh quá, nhất kiếm lưu lợi hợi quá, trên thế gian không có ai có thể ngăn cản được mà, tiền bối y đằng vô địch. Mấy tên học trò của võ quán Bình Đảo, nhìn thấy y đằng giết chết mấy tên ngăn cản nhanh như vậy, liền nhao nhao lên nịnh nọt nói. Ha ha, một đám rác rưởi mà thôi. Y đằng tuổi tác đã lớn rồi, liền ưa thích người khác ca ngợi mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, thản nhiên nói, đi thôi, vào xem
đem toàn bộ người nhà họ Lý bắt ra đây, tối nay bắt buộc phải ép Tô Huyền Thiên xuất hiện. Sau đó, Y Đằng dẫn theo một đoàn người xông thẳng vào trang viên nhà họ Lý. Lý Khuê Võ đã tập hợp hết tất cả các cao thủ của nhà họ Lý lại, cùng với Lý Thuần Phong cuồn cuộn lên nghênh đón. Rất nhanh, hai bên đã chạm mặt nhau ở ngay hòn núi giả trong trang viên, gươm súng đã sẵn sàng. Lý Thuần Phong không có mở miệng nói mà sắc mặt ngưng trọng quan sát Y Đằng. Lý Khuê Võ bên cạnh tức giận mà hét lên hỏi, các người là ai, sao lại giết người làm nhà họ Lý chúng tôi? Ha ha, cậu còn chưa có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Y Đằng lạnh lùng nói, các người ở đây, tất cả mọi người cộng lại cũng đều không phải là đối thủ của tôi, tốt nhất nên biết điều một chút. Ông, Lý Khuê Võ không kiềm được tức giận, lập tức muốn dẫn người ra tay. Nhưng ngay lúc này, Lý Thuần Phong lại ngăn cản lại nói, Khuê Võ, con đừng có mà kích động, ông ta nói không sai đâu. Sau đó, Y Đằng đến từ nước Đê, là cao thủ địa tông của nước Đê. Mà ở đây là địa bàn của nước Hoa, do nước Hoa quản lý, cũng có cao thủ cung cấp. Bởi vậy, nếu như có thể thì Y Đằng cũng không muốn làm ra mấy chuyện diệt tộc, tránh làm ầm ĩ mọi chuyện lên, dẫn đến sự chú ý của nhà nước nước Hoa. Đến lúc đó, ông ta muốn rời khỏi Giang Bắc trở về nước Đê, chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối, có lẽ còn bị sự truy sát của quốc nhận nước Hoa nữa. Nhiệm vụ của Y Đằng khi đến Giang Bắc chỉ là giết chết Tô Huyền Thiên. Nếu như có thể đơn giản hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta cũng không muốn chọn cách phức tạp hóa vấn đề lên. Tô Huyền Thiên. Lúc này, Lý Thuần Phong nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ nói, ông đến để tìm Tô Huyền Thiên thì đến nhà họ Lý làm gì, chúng tôi không quen biết với Tô Huyền Thiên. Đừng đánh trống lảng nữa, người của tôi đã điều tra ra rồi, ngày ông mừng thọ, Tô Huyền Thiên đã tặng cho ông một bánh trà giá trị không hề nhỏ, còn dám nói là không biết Tô Huyền Thiên sao. Y Đằng mặt trầm tĩnh như nước, lạnh lùng nói, ông chủ Lý, tôi không dễ bị lừa vậy đâu, hy vọng ông đừng có mà sai lầm, tránh để cho nhà họ Lý gặp phải họa ngập đầu. Bánh trà. Lý Thuần Phong khựng lại một lúc, rồi giải thích nói, chắc chắn là ông hiểu lầm rồi. Trong ngày đại thọ của tôi, quả thực có nhận được một bánh trà, nhưng người tặng là Tô Thiếu Gia. Lý Thuần Phong nói tiếp. Bánh trà đó cũng đúng là do Tô Huyền Thiên mua ở chợ đen Cửu Môn, cũng có rất nhiều người suy đoán là Tô Huyền Thiên tặng cho tôi nhưng tôi lúc đó cũng cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì tôi thật sự không có quen biết với Tô Huyền Thiên, thật không hiểu rõ vì sao cậu ta lại tặng quà mừng thọ cho tôi. Lý Thuần Phong giải thích nói, sau đó tôi mới từ cháu gái mình biết được, vốn dĩ người tặng bánh trà đó là Tô Thiếu Gia, không phải là Tô Huyền Thiên, mà là Tô Thương. Tô Thương, Tô Thiếu Gia. Y Đằng khẽ cau mày rồi lạnh giọng nói, Tô Huyền Thiên mua bánh trà sao lại ở trong tay của tên Tô Thương kia, lẽ nào bọn họ là cùng một người? Sao mà có thể chứ, Tô Thương chính là tay công tử bột số 1 ở Giang Bắc, sao lại có thể là Tô Huyền Thiên được? Lý Thuần Phong lắc đầu rồi nói, Tô Huyền Thiên, và nhà họ Tô ở Giang Bắc có quan hệ với nhau, ông chủ Tô Kiền Khôn của nhà họ Tô là anh em kết nghĩa của Tô Huyền Thiên. Một tên học trò của võ quán Bình Đảo nhỏ giọng nói, Tô Huyền Thiên và Tô Kiền Khôn nhà họ Tô kết nghĩa mọi người ai cũng biết. Mấy ngày trước ở chợ đen Cửu Môn có người muốn giết chết ông chủ của nhà họ Tô, chính Tô Huyền Thiên đã ra mặt hóa giải nguy nan. Tên này lại nói tiếp, có lẽ đúng như ông ta nói, Tô Huyền Thiên và nhà họ Lý không có quan hệ gì, và bánh trà chính là do Tô Thương tặng. Đáng chết! Y Đằng nghe thấy như vậy liền trầm giọng nói, nếu như đã xác định rõ là Tô Huyền Thiên và nhà họ Tô có liên hệ với nhau, vậy sao còn đưa tôi đến nhà họ Lý chứ? Xin lỗi tiền bối Y Đằng, mấy ngày nay tin tức của chúng tôi bị tắc lại, cũng là vừa mới biết được tin này thôi. Học trò võ quán mình đảo nơm nớp lo sợ nói. Đồ bỏ đi. Y Đằng trầm mặt xuống rồi bóp lấy cổ của tên này, sau đó chỉ nghe rắc một cái, liền tiễn tên đó xuống địa ngục. Sau đó, Y Đằng lạnh lùng nói, rút, đi đến nhà họ Tô. Nói xong, Y Đằng liền dẫn theo đám học trò còn lại của võ quán quay người bước đi. Phù! Toàn bộ người nhà họ Lý nhìn thấy như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay chính lúc này thì Lý Nguyệt mặc bộ váy dài trắng như tuyết từ bên ngoài đi vào,
vừa vặn lướt qua đám người Y Đằng. Ông nội, cha, sao mọi người lại ở đây, sắc mặt lại xấu như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lý Nguyệt vừa đi về phía Lý Thuần Phong, vừa hiếu kỳ hỏi, còn nữa, bọn họ là ai vậy, nhìn thật cổ quái. Lý Nguyệt, đừng nói bậy. Lý Thuần Phong nhỏ tiếng nhắc nhở, rồi sau đó hỏi, cháu về nhà lúc này làm gì vậy? Sắp 10 giờ rồi, lẽ nào cháu không nên về nhà sao, ông nội, ông hỏi như vậy hơi kỳ đó. Lý Nguyệt mỉm cười nói. Có gì kỳ chứ, mấy ngày nay cháu đều rất muộn mới về nhà, có khi nửa đêm rồi còn lén ra ngoài với tên quỷ Tô Thương. Lý Thuần Phong nhỏ tiếng nói. Cháu, Lý Nguyệt cắn chặt hàm răng trắng như ngọc rồi đỏ mặt nói, cháu không có. Được rồi, mau về phòng đi, trong nhà xảy ra chút chuyện, cháu đừng ở đây nữa. Lý Thuần Phong thúc giục nói. Khuôn mặt ố vàng của Y Đằng lộ ra một nụ cười tham lam, thản nhiên nói, nào, mang cô ấy đi cho tôi, đêm nay sau khi giết chết Tô Huyền Thiên, tôi sẽ dùng cô ấy làm phần thưởng cho mình. Vâng. Học trò của võ quán Bình Đảo nghe lệnh, liền cười nham hiểm sau đó cùng tiến nhanh về phía Lý Nguyệt. A. À. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt bị dọa cho biến sắc, vội vàng chạy trốn. Con gái, đừng sợ. Lý Khuê Võ nhìn thấy như vậy thì không thèm để ý nhiều nữa, mà trực tiếp xông đến đánh lui mấy tên học trò của võ quán, kéo Lý Nguyệt ra phía sau lưng mình. Ộc! Mấy tên học trò của võ quán chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới âm kình mà thôi, bị Lý Khuê Võ đánh cho hộc máu ra, chạy trở về lại bên cạnh Y Đằng. Đồ bỏ đi! Y Đằng lạnh lùng nhìn tên đó, rồi lập tức ra tay, trong nháy mắt đã giết chết tên đó. Tên học trò võ quán Bình Đảo này đến chết cũng không ngờ tới, là sẽ chết trong tay người của mình. Tiện tay vứt xác chết qua một bên, sắc mặt Y Đằng trầm lại, chăm chú nhìn Lý Khuê Võ rồi lạnh lùng nói, cảnh giới hóa kình mà thôi, cũng dám phá hỏng chuyện tốt của tôi sao, muốn chết. Vừa dứt lời. Y Đằng cầm thanh kiếm katana trong tay, một lần nữa sử dụng nhất kiếm lưu, ánh kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, hướng đến Lý Khuê Võ mà chém giết. Lý Khuê Võ giật nảy cả mình, ngạc nhiên trừng to mắt, ông ta có thể cảm nhận được ánh sáng lóe lên của thanh kiếm này, nhưng căn bản không có năng lực để tránh thoát đi được, trong nháy mắt ông ta vô cùng sợ hãi. Lẽ nào? Mình cứ chết đi như vậy sao? Keng! Nhưng tiếp theo đó, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra, hiện trường bỗng xuất hiện một rào chắn bằng một luồng năng lượng khổng lồ, đem Lý Khuê Võ và Lý Nguyệt che chắn vào bên trong. Tô Thương tổng cộng đã luyện chế ra 3 chiếc tất phù lục, trong đó có một chiếc đã được dùng, một chiếc tặng Vương Phú Quý, còn một chiếc tặng cho Lý Nguyệt. Phù lục của Vương Phú Quý và Lý Nguyệt là hoàn toàn khác nhau, phù lục tặng cho Lý Nguyệt đã được sửa lại. Nhưng dù là cái phù lục nào, khi bắt đầu phát giác lên, Tô Thương cũng đều có thể biết được đầu tiên. Vừa nãy, anh ấy cảm nhận được, chiếc tất của Lý Nguyệt đang tấn công. Địa điểm xảy ra thế mà lại là trang viên nhà họ Lý. Tô Thương mặt trầm như nước, lẩm bẩm nói kẻ nào dám to gan như vậy, lại dám đến trang viên nhà họ Lý công kích vợ của mình, cảnh giới của Lý Thuần Phong không thấp, ông ấy không cản hay sao? Hoặc là có thể nói, ông ấy không có năng lực ngăn cản. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Tô Thương càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức nhún người rời khỏi biệt thự. Bây giờ... Anh ấy đã là người tu chân luyện khí tầng thứ 5, tốc độ chạy băng băng, còn nhanh hơn cả xe ô tô. Chỉ có điều, để không khiến cho người khác bàn tán xung quanh, cho đến bây giờ, Tô Thương đều lấy xe hơi làm phương tiện đi lại. Nhưng bây giờ, để kịp thời gian, Tô Thương bỏ xe hơi, chân đạp linh khí, lấy tốc độ nhanh nhất trong đêm tối lao điên cuồng. Vợ, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nhé. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, trang viên nhà họ Lý, chiếc tất phù lục lơ lửng giữa không trung, tản ra một năng lượng chấn động, làm người ta sợ hãi, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Lý Nguyệt, chạy nhanh lên. Lý Khuê Võ kịp phản ứng lại, kéo Lý Nguyệt chạy ra phía sau lưng Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong nhìn thấy, thở dài một hơi, nhịn không được mà tò mò hỏi, Lý Nguyệt, chiếc tất này con lấy từ đâu ra? Sao lại có thể thần kỳ như vậy chứ?
Tô. Lý Nguyệt vốn định nói Tô Thương đưa cho mình, nhưng sau đó liền đổi lại, là Tô Huyền Thiên cho con. Tô Huyền Thiên. Lý Thuần Phong sững sờ, sau đó nói, thế thì đúng rồi, chiếc tất này là phù lục thượng cổ, hơn nữa là loại hình phòng ngự, có thể ngăn chặn được vết thương chí mạng. Có lẽ là nể mặt Tô Thương đó, Lý Nguyệt giải thích nói. Lý Nguyệt là một cô gái thông minh. Mặc dù Tô Thương không nói cho cô ấy biết, nhưng cô ấy mơ hồ cũng đã đoán được. Chồng sắp cưới Tô Thương của mình, chính là thanh niên tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Bắc gần đây, Tô Huyền Thiên. Đầu tiên là chuyện bánh trà, Lý Nguyệt cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Dưới cái nhìn của cô ấy, Tô Thương là một người cực kỳ tuân thủ những cam kết của mình, đã đồng ý đi mừng thọ ông nội của mình thì chắc chắn sẽ đến. Tại sao ngày hôm đó Tô Thương không đến, mà là có người lấy danh nghĩa Tô Thiếu ra tặng bánh trà hoa khai phú quý đến chứ? Tô công tử đó, rốt cuộc là ai? Lý Nguyệt giữ lại những nghi ngờ đó của mình. Tô Thương tặng cô ấy một chiếc tất đen, nói có thể ngăn chặn được tấn công của tông sư. Lý Nguyệt chỉ nhận lấy cho có lệ thôi, đối với chiếc tất này hoàn toàn không có tin tưởng gì, cô cũng chỉ xem như Tô Thương đang đùa với mình mà thôi. Nhưng bây giờ, cô ấy mới biết, Tô Thương không có nói dối, chiếc tất đen này thực sự có thể cứu cô một mạng. Mà chiếc tất phù lục, lại chỉ có một mình Tô Huyền Thiên mới có. Toàn bộ Giang Bắc, tất cả những người có hiểu biết về võ thuật, đều biết vài ngày trước, Tô Huyền Thiên dùng chiếc tất phù lục làm bị thương Bán Địa Tông. Tô Thương tặng chiếc tất, và Tô Huyền Thiên cũng có chiếc tất, cũng gần như giống nhau như thế. Tất nhiên. Cái này cũng không chắc chắn thấy rõ được chuyện Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên, có lẽ chiếc tất này của Lý Nguyệt, nói không chừng lại là chiếc tất mà Tô Huyền Thiên tặng cho Tô Thương. Nhưng kết hợp với chuyện Tô Thương thần thần bí bí ẩn giấu lực thực trước đây, Lý Nguyệt có một trực giác, chồng chưa cưới của mình, chính là Tô Huyền Thiên. Nhưng Lý Nguyệt hiểu rõ, Tô Thương không lựa chọn bại lộ thân phận, chắc chắn là có tính toán của riêng mình. Vì thế cô ấy không nói chuyện này cho ông nội. Sau khi nói lai lịch của chiếc bít tất cho ông nội nghe, cô cảm thấy mình có chút nói láo. Đây là... Nhưng ai biết, lúc này chiếc tất phù lục đột nhiên phát sáng ra thành một kiệt tác, ngay sau đó phát ra một mũi dao khủng khiếp, nhanh chóng lao về phía Y Đằng. Y Đằng vẫn đang đánh giá về chiếc tất phù lục, căn bản không ngờ được đây là chiếc tất có thể chủ động tấn công, hơn nữa tốc độ lại còn nhanh như thế, nhanh gần bằng tốc độ của mình rồi. Phụt! Ngay sau đó, Y Đằng liền bị mũi dao đó vạch phá khuôn mặt, tuy không có gì đáng ngại, nhưng cũng để lại một vệt máu trên mặt. Chiếc tất phù lục này, không những có thể chống đỡ được toàn bộ sức mạnh của tông sư hóa kình đỉnh phong, mà còn có thể hấp thụ được sức mạnh tấn công kia, sau đó bắn ngược lại với tổn thương tương đương nó. Nói cách khác, đối phương công kích với sức mạnh càng lớn, tốc độ càng nhanh thì lực bắn lại của chiếc tất phù lục cũng bằng tốc độ và tổn thương cũng tương đương như vậy. Càng lớn càng nhanh. Vừa rồi Y Đằng thi triển nhất kiếm lưu, cho dù là ông ta đã nương tay không dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng tốc độ so với lúc ông ta dùng hết sức lực thì gần như nhau. Hơn nữa Y Đằng lại chủ quan sơ ý, vì thế nên bị chiếc tất bắn ngược lại làm bị thương khuôn mặt. Đáng chết! Y Đằng lập tức giận không kìm được, căn bản là không ngờ được, đích thân mình đến Giang Bắc, lại bị một chiếc tất làm đổ máu. Thế là liền cầm lên thanh kiếm Kanata, chuẩn bị sử dụng nhất kiếm lưu. Có điều, chiếc tất phù lục sau khi phát ra tấn công, lại hoàn toàn mất đi năng lực, trở thành một chiếc tất bình thường, rơi xuống đất. Không có năng lượng sao? Y Đằng từ xa nhìn vào chiếc tất phù lục, khẽ nhíu mày. Tiền bối Y Đằng. Lúc này, đệ tử võ quán bên cạnh nhắc nhở nói, mấy ngày trước, Tô Huyền Thiên đã dùng chiếc tất phù lục này. Đây cũng là đồ của Tô Huyền Thiên, nhà họ Lý nói láo, bọn họ với Tô Huyền Thiên, nhất định là có quan hệ. Phế vật, sao mày không nói sớm hả? Y Đằng mặt trầm như nước, lạnh lùng liếc nhìn người này một chút, lập tức vung tay lên, cướp đi một mạng người. Đến lúc này, ông ta đã tự tay giết chết ba đệ tử võ quán, có chút lãng phí đồng đội của mình rồi. Sau khi giết người đệ tử võ quán vừa mới nói xong, ánh mắt Y Đằng nhìn lên người Lý Nguyệt, lạnh lùng hỏi cô quen Tô Huyền Thiên sao? Khi ông ta vung tay lên giết chết một mạng người,
Lý Nguyệt cũng đã từng thấy qua loại người này, nên đã bị dọa sợ hãi đến mức không dám trả lời. Thưa ông, không phải tôi đã nói với ông rồi hay sao, nhà họ Lý chúng tôi với Tô Huyền Thiên không có quan hệ gì. Lý Thuần Phong đứng ra giải thích nói, cháu gái Lý Nguyệt của tôi, có hôn ước với Tô Thương, Tô Huyền Thiên chắc chắn là nể mặt nhà họ Tô, mới có thể đem chiếc tất phù lục này tặng cho Lý Nguyệt. Lý Nguyệt run rẩy cuống họng, tim như nhảy lên cổ rồi, từ đầu đến cuối không dám đối mặt với Y Đằng. Ha ha, không trả lời thì coi như xong. Y Đằng cười lạnh, từng bước một đến gần Lý Nguyệt, tham lam cười nói, dù là cô có quen biết hay không, tôi cũng sẽ không tha cho cô. Tôi sẽ mang cô về trụ sở, dùng hết thủ đoạn để chơi đùa với cô, ha ha, người con gái của nước hoa xinh đẹp thế này, tôi sẽ là người đầu tiên chơi cô, không biết mùi vị sẽ thế nào đây. Y Đằng hả hê cười nói, sau đó liền đến trước mặt Lý Nguyệt, đưa tay ra muốn bắt Lý Nguyệt. Dừng tay. Lý Thuần Phong thấy vậy, đột nhiên thi triển nội công nhà họ Lý, huy động toàn bộ chân khí, hướng thẳng về Y Đằng. Đông đảo cao thủ nhà họ Lý, cũng đều ra tay rồi, cùng lúc dùng chân khí tàn sát lung tung. Ha ha, chỉ là tạp nham mà thôi. Một mình Y Đằng, đối mặt với đông đảo cao thủ nhà họ Lý, không một chút hoảng sợ, tay cầm lên đao Kanata nghênh chiến. Ông ta không thi triển nhất đao lưu, bởi vì nhất kiếm lưu có kỹ năng giết người rất lớn, mà Y Đằng có chút đắn đo, không muốn làm lớn chuyện, rất sợ dẫn đến sự truy sát của quốc nhận. Sức mạnh của Y Đằng là không thể nghi ngờ gì nữa, chính là cảnh giới địa tông, khủng bố như thế. Chưa đầy 10 phút, ông ta đã đả thương nặng toàn bộ nhà họ Lý, kể cả Lý Thuần Phong và tất cả cao thủ nhà họ Lý. Cô em à, hiện tại tôi đã thay đổi chủ ý rồi, tôi muốn ở ngay chỗ này trước mặt của mọi người, cởi toàn bộ quần áo của cô, để cho bọn họ nhìn tận mắt, tôi chà đạp cô thế nào. Lúc này, Y Đằng thu hồi lại đao Kanata. Nhe răng cười nhìn Lý Nguyệt, giơ bàn tay gầy guộc ra. Lý Nguyệt. Tất cả mọi người nhà họ Lý, đột nhiên đều chảy nước mắt xuống, mất hết can đảm, hết sức tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, từ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập lửa giận. Đồ chó, tao sẽ khiến mày phải chết không có chỗ chôn thân. Thời khắc quan trọng này, Tô Thương đến rồi. Anh ấy dịch dung thành hình dạng của Tô Huyền Thiên, khuôn mặt lạnh lùng, từng bước đến gần Y Đằng, xung quanh tản ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo, không khí bốn bể như ngưng tụ lại. Lý Thuần Phong và tất cả mọi người nhà họ Lý, cũng đều nhìn qua Tô Thương, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Giờ này tất cả bọn họ đều không có sức để đánh trả nữa rồi, bị Y Đằng đánh bị thương, đứng cũng đứng không nổi, chỉ có thể hy vọng nhờ vào Tô Huyền Thiên. Tô Thương, là anh sao? Lý Nguyệt đi tới chỗ Tô Huyền Thiên, ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm có chút phức tạp. Giờ phút này, Tô Thương dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nhanh chân vượt qua Y Đằng, đi tới bên cạnh Lý Nguyệt. Sau đó, anh ấy đưa tay giúp Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc lên, toàn thân sát ý ngút trời đều biến mất không chút tung tích, mà dịu dàng nói, đừng sợ, anh đến bảo vệ em. Lý Nguyệt chỉ là suy đoán Tô Thương là Tô Huyền Thiên, vẫn chưa biết chính xác nên lùi về sau nửa bước, ánh mắt trốn trốn tránh tránh. Chờ anh giải quyết xong mấy tên rác rưởi này, anh từ 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 nói chuyện với em sau, vợ nhé. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt, nói nhẹ nhàng. Nhưng hai chữ cuối cùng, anh ấy không hề nói ra thành tiếng, chỉ là lộ ra chút khẩu hình miệng. Đứng từ góc độ của mọi người, ở chỗ đó tất cả đều không nhìn thấy được khẩu hình đó. Chỉ có một mình Lý Nguyệt mới có thể thấy được. Anh thật sự. Lý Nguyệt lập tức hết sức vui mừng, vẻ mặt kích động cũng thay đổi, trong ánh mắt như có chút hào quang sáng lên. Xuyệt. Tô Thương lại lắc đầu, ra hiệu cho vợ đừng có nói nữa. Lý Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Chờ anh. Tô Thương đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài của Lý Nguyệt, lần này, Lý Nguyệt không tránh né nữa. Mà đứng im tùy ý cho Tô Thương vuốt ve. Sau khi an ủi Lý Nguyệt, Tô Thương nhìn chăm chú vào Y Đằng. Trong chốc lát, cuốn theo một luồng sát ý ngập trời, nghiền ép bốn phía, cùng lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên, thổi bay cát bụi dưới đất. Mày là Tô Huyền Thiên.
ánh mắt Y Đằng cũng nhìn lên người Tô Thương, lộ ra vẻ u ám đáng sợ. Tô Thương lạnh lùng trả lời, không thể giả được. Hừm, mày cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Tô Huyền Thiên, mấy ngày trước, mày ở nước D đã phạm tội giết hại tài trời, giết hơn 8 vạn binh lính, giết cả quân sư Trần Thượng Vân của nước tao, không thể tha thứ. Kiêu ngạo, mày trẻ tuổi thế này, chắc là vẫn chưa biết biệt danh của tao phải không? Y Đằng kiêu căng nói, tao là Y Đằng, ở nước D, thực lực có thể đứng vào top 10, người sáng lập nhất kiếm lưu, cao thủ địa tông chân chính. Thực lực của mày, tao cũng nghe rồi, giết bán địa tông cùng rất vất vả, mày mạnh nhất cũng chỉ là bán địa tông thôi. Mày phải biết, giữa bán địa tông và địa tông chân chính, chênh lệch rất xa. Y Đằng tự tin nói, tao giết mày, như là giết một con gà, dễ như trở bàn tay. Ồn ào quá đi mất, người trước nay ở trước mặt tôi ăn nói ngông cuồng, đều đã sớm biến thành cái xác hết cả rồi. Tô Thương tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực, lạnh lùng nói, Tô Huyền Thiên tôi, từ khi sinh ra đến nay, tung hoành núi đao biển lửa, nhìn trời nhìn đất chỉ bằng nửa con mắt, phàm là những người khiêu khích tôi muốn giết thì đều có thể giết hết, ông, cũng không phải là ngoại lệ. Hậu bối trẻ tuổi, không sợ trời đất, mày chọc giận tao rồi. Ha ha, chết đi. Y Đằng thẹn quá hóa giận, lập tức thi triển nhất kiếm lưu, rút kiếm ra chém một nhát. Trong chốc lát, không khí xung quanh như vang vọng tiếng vù vù, chiếc kiếm sắc bén mang theo một sức mạnh kinh khủng, đánh giết tới chỗ Tô Thương. Đến đúng lúc lắm. Ánh mắt Tô Thương run lên, lập tức ngưng kết lưỡi dao nước, trực tiếp ném ra ngoài. Tô Thương bây giờ, đã đặt chân lên luyện khí tầng thứ 5. Lưỡi dao nước so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Ngay sau đó, lưỡi dao nước tiếp xúc với nhất kiếm lưu, sau đó khắp nơi đều như sóng cuộn lăn tăn, cuối cùng cả hai đều biến mất vô hình, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng tất cả những người có mặt ở đó, lại đều hứng chịu ảnh hưởng. Những người nhà Lý Thuần Phong còn đỡ hơn, Lý Nguyệt thì có Tô Thương bảo vệ, càng không có vấn đề gì, nhưng những đệ tử võ quán Bình Đảo, lại không có vận khí tốt như thế, trực tiếp bị chấn thương. Trái lại, Tô Thương và Y Đằng vẫn đứng yên tại chỗ, lần va chạm này, không ai bị tổn thất gì. Ha ha, lão già chó kia, thực lực của ông cũng bình thường thôi, nói mạnh miệng về thực lực của mình như thế là để cho tôi bái phục hay sao hả? Tô Thương cười lạnh nói, nếu tôi đoán không sai, ông cách địa tông chân chính, vẫn thiếu một chút đó nhỉ? Căn bản chưa đặt chân đến địa tông, lại tự xưng là địa tông, cao thủ nước D các ông, đều không biết xấu hổ hay sao. Hơn nữa, Tô Thương có thể nhận ra được, thực lực của Y Đằng vẫn đang bị kẹt lại giống như vẫn đang đứng ở cái cổ trai, mà chỉ cần bước qua cái cổ trai đó thì thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vì thế Tô Thương suy đoán, Y Đằng không phải địa tông chân chính, nhưng cách địa tông chân chính cũng chỉ có một chút xíu nữa mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa. Tô Thương đã đoán đúng rồi. Y Đằng bây giờ, quả thực là bán địa tông, nhưng ông ta và Trần Thượng Quân không giống nhau. Trần Thượng Quân là dựa vào phệ huyết châu, cưỡng ép để tăng thực lực lên, còn Y Đằng, là do chăm chỉ khổ luyện. Ông ta đã đứng ở bán địa tông 1-20 năm rồi, đồng thời cũng mò tới được ngưỡng cửa địa tông, chậm thì 3-5 ngày nữa, nhanh thì 5-6 tháng, thì có thể đặt chân lên địa tông chân chính rồi. Y Đằng lần này đến Giang Bắc, chính là muốn lợi dụng cuộc tranh đấu với Tô Huyền Thiên, kích động chính bản thân mình, từ đó mà đặt chân lên địa tông. Tô Huyền Thiên, mặc dù tao vẫn chưa phải là địa tông, nhưng giết mày đã là đủ rồi. Vừa nói xong, Y Đằng cầm trong tay kiếm Kanata, chân khí xung quanh bắt đầu khởi động, thẳng vào hướng Tô Thương. Ánh mắt Tô Thương run lên, nhưng không hề chủ quan, thay đổi linh khí nghênh tiếp Y Đằng. Cứ như vậy, hai người đánh nhau, linh khí cùng chân khí chẳng chịt khắp nơi, tàn phá bừa bãi toàn hiện trường. Cho dù Y Đằng chưa đặt chân đến địa tông, nhưng thực lực của ông ta không thể khinh thường, nhất kiếm lưu đúng là kỹ năng giết người tốt thật, Tô Thương chỉ có thể cẩn thận mà ứng phó thôi. Có điều, nhất kiếm lưu coi trọng việc nhất kích tất sát, Y Đằng đánh lâu không được, vừa vội vàng vừa tức giận, rất nhanh đã khiến tâm tính ông ta xảy ra vấn đề. Nhất kích tất sát, chỉ dùng một đao duy nhất để giết chết đối phương.
Ngay từ đầu, Y Đằng chiếm ưu thế, hoàn toàn là Tô Thương phải đè lên ông ta mà đánh, trong khi ra tay giữ luồng chân khí vẩn xung quanh, một quyền một cước, cuồn cuộn ngất trời. Cha, cha thấy Tô Huyền Thiên với Y Đằng này, ai sẽ chiến thắng? Lúc này, Lý Khuê Võ đỡ Lý Thuần Phong dậy, tò mò hỏi. Nói không chừng, hao người lực lực đều như nhau. Lý Thuần Phong nhìn về phía trước, lộ ra một nụ cười tán thưởng, Tô Huyền Thiên này, thật là trời sinh, mới 20 tuổi đầu, mà đã đạt sức chiến đấu gần như địa tông, tài năng thật như quái vật. Vừa rồi thái độ của Tô Huyền Thiên với Lý Nguyệt, tốt đến lạ thường, ánh mắt nhìn Lý Nguyệt, cũng tràn đầy yêu thương, nhất là cậu ta lại sờ soạng tóc của Lý Nguyệt. Lý Khuê Võ đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, liền chịu không được mà hỏi, cha, con bé không phải cho Tô Thương. Sừng rồi chứ. Lý Thuần Phong cũng thở dài một hơi nói, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Tô Huyền Thiên và Lý Nguyệt đã làm ra chuyện như vậy. Cuối cùng thì Lý gia chúng ta có lỗi với Tô Thương. Cha! Lý Khuê Võ hỏi, chuyện này, có nên nói cho Tô Thương biết không? Tạm thời không cần, Tô Huyền Thiên có quan hệ với Tô gia tương đối phức tạp. Tô Thương mà biết sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện phức tạp hơn thôi. Tốt hơn hết đừng nên nói cho Tô Thương biết. Lý Thuần Phong suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói, Khuê Võ, tuy rằng lần này là Tô Huyền Thiên đã cứu Lý gia chúng ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận mối quan hệ của cậu ấy với Tô Thương. Lý gia chúng ta với Tô gia đã có hôn ước từ lâu, nhất định phải tuân thủ. Chúng ta không được vì nịnh nọt, lấy lòng thanh niên Tô Huyền Thiên mà hủy hôn ước được. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói. Đúng vậy. Lý Khuê Võ gật đầu nói, còn nữa, nếu có cơ hội, con sẽ nghiêm túc dạy dỗ lại Lý Nguyệt, cấm nó qua lại với Tô Huyền Thiên. Ừm, Lý Thuần Phong vuốt cằm nói, còn nữa, nếu có cơ hội hãy bù đắp cho Tô Thương nhiều vào. Nó thật sự rất đáng thương. Chấm. Vâng. Lý Khuê Võ đáp lời, con sớm đã muốn như vậy, nhất định sẽ bù đắp cho Tô Thương. Cha, ông nội, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lại bù đắp cho Tô Thương? Lúc này, Lý Nguyệt đi tới tò mò hỏi. Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ liếc nhìn Lý Nguyệt một cái, họ có chút tức giận nhưng không thèm để ý đến Lý Nguyệt. Lý Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn, ngược lại còn hỏi, ông nội, ông nghĩ rằng Tô Huyền Thiên có thể đánh thắng người kia không? Không biết. Lý Thuần Phong nhìn Lý Nguyệt. Không nhịn được mà nói, Lý Nguyệt, thân là con gái phải có tam tòng tứ đức. Cuốn nữ kinh trong nhà cháu không đọc sao? Ông nội, bây giờ là thời hiện đại rồi, nam nữ đều bình đẳng, ai lại còn đọc cuốn sách đó? Lý Nguyệt cười nói. Cháu, chấm, cháu muốn chọc giận ta sao? Lý Thuần Phong nghiến răng nghiến lợi tức giận, quay mặt đi để khỏi nhìn thấy Lý Nguyệt, khỏi phải máu dồn lên não. Cha! Ông nội làm sao vậy, có phải con đã làm chuyện gì có lỗi không? Vẻ mặt Lý Nguyệt lo lắng. Làm gì sai sao, con còn không biết mình làm gì sai sao? Lý Khuê Võ không vui, nhìn Lý Nguyệt một cái rồi cũng quay mặt đi. Thật là khó hiểu. Bây giờ Lý Nguyệt đã biết Tô Thương là một thanh niên tông địa tông của một môn phái thì trong lòng cảm kích động không nói nên lời. Mọi cô gái đều khao khát một nửa còn lại của mình. Một anh hùng bất khuất, rong ruổi trời đất. Mà Tô Huyền Thiên là một người đàn ông như vậy. Tô Huyền Thiên, cố lên, em tin tưởng anh nhất định sẽ chiến thắng đối thủ. Lý Nguyệt âm thầm cầu nguyện, đôi mắt đẹp của cô ấy sáng lên như những ngôi sao nhỏ, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ đối với Tô Thương. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Lý Thuần Phong thấy vậy liền thở dài một hơi, tức giận cúi đầu dậm chân nói. Lý Khuê Võ cũng bất lực tức giận, ông ấy nóng lòng muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Ông ấy hối hận vì đã không dạy dỗ con gái tốt. Cùng lúc đó, trận đấu giữa Tô Thương và Y Đằng lên tới đỉnh điểm. Hai bên giao chiến hơn 100 hiệp. Tô Thương càng đánh càng hăng say, nhưng nhìn Y Đằng thì đã yếu dần đi. Sau khi bước vào tầng 5 luyện khí, Tô Thương chưa từng so tài với bất kỳ ai. Vì vậy anh ấy chỉ nhân cơ hội này làm quen với thực lực bản thân. Xét cho cùng, Y Đằng đã già,
tuy rằng thực lực mạnh nhưng cũng có hạn. Hơn nữa lối đánh của ông ta một phát không thể giết chết Tô Thương được, khiến cho tâm lý ông ta bấn loạn và bất lợi. Bùm! Đột nhiên, Tô Thương ngưng tụ hai thủy đao, công kích trái phải, trực tiếp đánh trả Y Đằng. Phun! Sau khi bị tấn công, Y Đằng phun ra một ngụm máu và sắc mặt tái đi. Đây xem này, còn dám dọa giết tôi không? Tô Thương lạnh lùng nói. Tô Huyền Thiên! Y Đằng lau đi vết máu trên miệng, tức giận nói, được, tốt lắm, cậu dám ép tôi. Tôi có một chiêu cần sử dụng nhiều chân khí, bởi thế tôi chưa dùng. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu nếm thử, Tô Thương chịu chết đi. Ha ha, thấy vậy, Tô Thương cũng không hoảng sợ, cũng không có dùng huyết tế, mà nhanh chóng dùng hai tay bóp chặt bí quyết. Lâu đinh, di chứng của việc sử dụng huyết tế rất nghiêm trọng. Trừ khi bất đắc dĩ thì Tô Thương mới phải làm như vậy. Chiều nay, anh ấy ở biệt thự ven sông đang tập luyện một chiêu thức mới, là thuật rồng nước. Ngay từ đầu, linh khí của Tô Thương yếu ớt nên chỉ ngưng tụ những quả cầu nước. Từ từ, anh ấy đạt được tầng luyện khí thứ 3 và thuần thục thủy đao. Bây giờ, Tô Thương đã luyện tới luyện khí cấp 5 rồi, linh khí của anh ấy cũng đã dày hơn trước rất nhiều. Còn học được thuật thủy long. Đem linh khí ngưng tụ thành hình rồng, giống như một con vật sống, vô cùng kinh người. Lúc này, trước chiêu nhất lưu kiếm của Y Đằng, Tô Thương quyết định dùng thuật thủy long để đấu lại, hay tay biến hóa bí quyết. Gầm! Trong phút chốc, một con rồng nước xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Thương, sau đó gầm lên rồi lao ra ngoài. Rồng nước tỏa sáng, nhe răng múa vuốt, toát lên vẻ hào hoa của loài rồng, làm chấn động vạn vật trên đời. Bùm! Ngay sau đó, rồng nước với dáng vẻ mạnh mẽ đã đập nát chiêu nhất lưu kiếm của Y Đằng. Hơn nữa sức mạnh của nó còn không giảm đi mà xông thẳng về hướng của Y Đằng. Cái gì vậy? Y Đằng sửng sốt, khuôn mặt già nua khô khốc đầy vẻ kinh hãi nhanh chóng né tránh. Nhưng con rồng nước giống như con vật sống, đổi hướng đi xuyên qua cơ thể Y Đằng. Ngay lập tức, bụng của Y Đằng liền bị rồng nước xuyên thủng qua, một lỗ trong suốt bằng quả bưởi xuất hiện. Nội tạng lòi ra. Hiện trường đẫm máu. Tôi, không nên đến Giang Bắc. Y Đằng nói những lời cuối cùng của đời mình. Sau đó cơ thể ông ấy gục xuống, kêu lên vì đau đớn rồi tắt thở. Trời đất! Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người chứng kiến ở đó đều choáng váng và không thể tin vào mắt của mình nữa. Chết rồi! Cao thủ tàn bạo của nước D, Y Đằng người sáng lập ra Nhất Kiếm Lưu, gần như một địa tông chân chính, vậy mà lại chết đi. Con rồng nước này, vậy mà lại sống được, thủ đoạn thật nham hiểm, lần đầu tiên mới nghe thấy đó. Tô Huyền Thiên quả thực là một người rất mạnh, với năng lực khống chế chân khí, vượt xa khỏi tầm hiểu biết của tôi, ngưng tụ được rồng nước, giống như chính bản thân của cậu ta vậy. Người với rồng hợp nhất, đây cũng không còn là điều động chân khí một cách đơn giản, cậu ta chắc chắn phải điều khiển được chân khí, chỉ có thiên tài với tài năng như yêu quái, mới có thể làm được. Lâu đinh. Rất nhiều cao thủ trong nhà họ Lý, ai nấy kiến thức đều rất sâu rộng, nhưng vẫn không ngớt lời khen đối với Tô Huyền Thiên, thậm chí còn vô cùng sùng bái anh ấy. Thành tựu trong tương lai của người này, không thể đếm xuể được. Lý Thuần Phong khen ngợi anh ấy như vậy, nhưng, ấn tượng của ông ấy đối với Tô Huyền Thiên, đã giảm bớt đi nhiều rồi. Đàn ông thích phụ nữ, đây là chuyện bình thường, có thể hiểu được, nhưng cắm sừng người khác. Hành vi này, quá thấp kèm hèn mọn, không có đạo đức không có giới hạn. Đối với loại người này, trong lòng Lý Thuần Phong không hề thích chút nào, ông ta vô cùng căm ghét. So sánh một chút, vẫn là Tô Thương tốt hơn, thoải mái đi vào ba, yêu thích thì giành lấy, quang minh chính đại đường đường chính chính, đấy mới là một chàng trai tốt. Còn về Tô Huyền Thiên, ha ha, cho dù có thiên phú tốt hơn, nền tảng cũng vững chắc hơn, vậy thì sao nào? Chung quy lại chỉ là một kẻ thứ ba không thể lộ mặt, kẻ tiểu nhân mà thôi. Nói về thực tế bây giờ. Ban đầu đệ tử của Bình Đảo Võ Quán đi theo Y Đằng đến nhà họ Lý, giờ chỉ còn vài tên sống sót. Nhưng, dưới cuộc va chạm cuối cùng của Tô Thương với Y Đằng, cũng chết toàn bộ rồi. Bây giờ, hiện trường chỉ còn lại đám người của Tô Thương và nhà họ Lý. Chiêu thủy long thuật đó ngưng tụ lại thành rồng nước, sau khi sát hại Y Đằng xong. Liền biến mất một cách nhanh chóng.
Tôi đây chết cũng không có gì đáng tiếc cả. Tô Thương nhìn thi thể y đằng một cách lạnh lùng, sau đó trên mặt để lộ ra một nụ cười, quay người bước về phía Lý Nguyệt. Nhưng mà, ngay lúc anh ấy đến gần Lý Nguyệt, thì Lý Khuê Võ bỗng đứng dậy, ngăn anh ấy lại trước mặt Lý Nguyệt, kéo Lý Nguyệt ra phía sau người để bảo vệ. Cùng lúc đó, Lý Thuần Phong lạnh nhạt nói, đã nghe danh Tô Thiếu gia từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, cảm ơn Tô Thiếu gia đã ra tay trưởng nghĩa cứu giúp. Ông Lý khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm, huống hồ người này đến nhà họ Lý, vốn dĩ là muốn tìm tôi mà. Tô Thương khẽ cười. Tô Thiếu gia, tôi đây thực lực kém, không xứng để cậu gọi là ông, cậu đừng khiến tôi bị tổn thọ. Lý Thuần Phong nói một cách lạnh nhạt, nếu như tên trộm đã chết, Tô Thiếu gia, đêm cũng đã muộn rồi, tôi đây cũng không giữ chân cậu ở lại nữa. Không vội, tôi định nói chuyện một lát với Lý Nguyệt. Tô Thương cười nói. Tô Thiếu gia. Lý Thuần Phong nghe thấy vậy, nói với vẻ mặt lạnh lùng, Lý Nguyệt với Tô Thương nhà họ Tô, đã có hôn ước từ lâu, Tô Huyền Thiên cậu cũng biết đấy, cậu kết nghĩa với Tô Kiền Khôn, theo vai vế, thì Tô Thương là vai dưới, còn Lý Nguyệt là cháu dâu của cậu, xin cậu tự trọng chút. Tôi. Lúc này Tô Thương mới nhận ra được nguyên nhân, chả trách Lý Thuần Phong có thái độ thù địch với mình lớn như vậy, hóa ra là nghĩ đến cái này. Tô Thiếu gia, chuyện giữa cậu và Lý Nguyệt, người của nhà họ Tô sẽ không biết đâu, cậu không cần phải lo lắng. Lý Thuần Phong cảnh cáo, tuy thực lực nhà họ Lý tôi yếu, nhưng sẽ không nịnh nọt nghe theo bất kỳ ai, sau này cậu đừng đến tìm Lý Nguyệt nữa, để tránh tổn hại đến danh dự. Chuyện giữa tôi và Lý Nguyệt, chúng tôi có thể có chuyện gì được chứ? Tô Thương dùng gương mặt của Tô Huyền Thiên, gượng cười. Cậu đã vuốt tóc Lý Nguyệt. Những cái khác còn cần tôi phải nói tỉ mỉ ra hết à? Lâu Đinh. Lý Thuần Phong trầm mặt lại nói, Tô Thiếu gia, thật sự tôi không biết tại sao cậu lại làm như vậy được, vậy mà lại đi cắm sừng Tô Thương. Nếu như anh cả Tô Kiền Khôn của cậu biết được chuyện này, cậu không cảm thấy khó xử sao? Hơn nữa, cậu căn bản không quan tâm đến danh dự à? Tôi cắm sừng Tô Thương sao? Tôi tự cắm sừng tôi á? Tô Thương gượng cười liên tục. Nhưng đứng trên góc độ của Lý Thuần Phong mà nói, quả thực chuyện đúng là như vậy. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người của Lý Nguyệt, khẽ cười, Lý Nguyệt, đợi đó anh sẽ lại đến tìm em. Khuôn mặt Lý Nguyệt bỗng đỏ ửng lên. Sau đó, Tô Thương liền rời khỏi trang viên nhà họ Lý, nhún người một cái liền biến bất hút trong bóng đêm đen tối. Nhưng anh ấy không hề đi xa. Mà chỉ hồi phục lại thể trạng ban đầu, định dùng thân phận của Tô Thương, để lại dính lấy vợ. Lúc này, tại trang viên nhà họ Lý, Lý Thuần Phong dặn dò người hầu dọn dẹp sạch sẽ thi thể và vết máu ở hiện trường, sau đó cùng với Lý Khuê Võ, gọi Lý Nguyệt vào phòng đọc sách. Lý Nguyệt, cháu đã biết sai chưa? Lý Thuần Phong lạnh lùng hỏi. Trong phòng đọc sách, chỉ có cha con Lý Thuần Phong và Lý Nguyệt. Hình như Lý Nguyệt đã nhìn ra. Cha và ông nội có thái độ không tốt với mình, là do mình và Tô Huyền Thiên qua lại với nhau, và cho rằng mình đã phản bội Tô Thương à. Nhưng, Tô Huyền Thiên là Tô Thương mà. Chỉ là, Tô Thương không hề nói ra, Lý Nguyệt cũng không nói thật với người nhà. Lúc đó, Lý Nguyệt bèn nghĩ, nên trả lời ra sao, ông nội, cháu biết rồi, cháu không nên cùng với Tô Huyền Thiên. Im mồm, không cần nhắc đến nữa, loại chuyện như vậy. Khó mà nói ra được. Lý Thuần Phong tức giận đến nỗi đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là gia môn bất hạnh mà. Lý Khuê Võ đứng bên cạnh, không nhịn được mà quở trách, Lý Nguyệt, sao con lại làm ra được loại chuyện phá hoại Thuần Phong mỹ tục như vậy được chứ, thể diện nhà họ Lý đều bị con làm mất mặt hết rồi đấy. Con, Lý Nguyệt cảm thấy bản thân mình còn oan ức hơn cả Đậu Nga, nhưng chỉ đành cúi thấp đầu xuống. Không thể giải thích gì thêm. Oan Đậu Nga là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện Oan Khuất Đông Hải Hiếu Phụ trong Liệt Nữ Truyện. Chuyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Một phán tội chém đầu một cách oan uổng. Cháu về phòng đi, không đọc thuộc lầu lầu quyển nữ kinh, thì đừng hòng bước ra khỏi phòng. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, còn nữa, từ nay về sau, Tô Thương không đến đón cháu. Thì cháu đừng mơ bước ra khỏi nhà họ Lý nửa bước. Ngoài ra, Lý Nguyệt,
việc cháu làm lần này là quá đáng quá rồi đấy, Tô Thương còn chưa cưới cháu, mà cháu lại cắm cho cậu ấy một cái sừng dài như vậy, đúng là tội ác tày trời, sau này đối xử với Tô Thương tốt một chút đi. Lý Thuần Phong dặn dò, hai người sống chung với nhau, chắc chắn sẽ có cãi vã, cãi nhau đấy mới là tình yêu, nếu như cháu đã cãi nhau với Tô Thương, thì cháu nên tự đánh mình hai cái bạt tai trước, nếu cháu không làm được, thì để ông đến giúp cháu. Đừng trách ông nặng lời, thực ra là nhà họ Lý chúng ta có lỗi với Tô Thương đó. Vâng, ông nội. Lâu Đinh. Trong lòng Lý Nguyệt gượng cười, rồi trả lời lại, sau đó trở về phòng của mình. Khuê Võ, vừa nãy Tô Huyền Thiên đã nói, chờ một lát rồi đến tìm Lý Nguyệt. Lý Thuần Phong lạnh lùng nói, Tô Huyền Thiên võ công cao cường, chúng ta không chống lại được đâu, con cử người theo dõi Lý Nguyệt là được rồi, đừng để Lý Nguyệt rời khỏi phòng. Vâng. Lý Khuê Võ gật đầu. Ông chủ, Tô Đại Thiếu gia Tô Thương muốn gặp ạ. Lúc này, bên ngoài phòng đọc sách đột nhiên truyền đến giọng nói của một tên người hầu. Tô Thương sao? Lý Thuần Phong nghe vậy, bỗng đứng phát dậy, cậu ấy tới khi nào vậy, lẽ nào cậu ấy nghe hết những lời thì thầm này rồi sao? Khuê Võ, con ra ngoài gặp Tô Thương, thái độ khách sáo một chút, tốt nhất là nghĩ ra cách để bù đắp cho cậu ấy chút, dù sao thì nhà họ Lý chúng ta cũng có lỗi với cậu ấy mà. Lý Thuần Phong nói, hiểu rồi à. Lý Khuê Võ phản ứng lại, sau đó đi ra khỏi phòng đọc sách, thì nhìn thấy Tô Thương đang ở bên ngoài trang viên. Chú Lý, Tô Thương nhìn về phía Lý Khuê Võ, tươi cười chào hỏi. Gọi chú gì chứ, gọi là cha vợ đi. Lý Khuê Võ nói với giọng nhẹ nhàng, dù sao con với Lý Nguyệt cũng sắp kết hôn rồi, thay đổi cách xưng hô là chuyện sớm muộn thôi. Tô Thương bỗng khựng lại, không ngờ Lý Khuê Võ lại có thái độ tốt với mình như vậy, sau khi phản ứng lại anh khẽ cười nói, vâng, cha vợ. Tô Thương, đêm hôm khuya khoắt, con đến nhà họ Lý làm gì vậy? Lý Khuê Võ hỏi dò. Tô Thương cười nói, con hơi nhớ Lý Nguyệt, cho nên mới đến gặp cô ấy. Nghe thấy lời này, Lý Khuê Võ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn Tô Thương với vẻ mặt đầy thương hại. Tên nhóc này, chắc vẫn chưa biết bản thân bị cắm sừng đâu nhỉ, đáng thương thật. Không được, mình nhất định phải thay Lý Nguyệt chuộc tội, bù đắp cho Tô Thương mới được. Thế là, Lý Khuê Võ khẽ cười nói, Tô Thương. Bất cứ lúc nào Lý Nguyệt cũng có thể gặp con, tối nay con đi với cha, cha đưa con đến một nơi thú vị xóa một hôm. Á, nơi thú vị gì ạ? Tô Thương nghi ngờ hỏi. Đến rồi thì con sẽ biết thôi, đi, lên xe. Lý Khuê Võ nhanh như gió, đã lái đến một chiếc xe hơi, vẫy tay về phía Tô Thương. Lúc này Tô Thương, không thể từ chối được, hơn nữa cũng có chút tò mò, cha vợ muốn đưa mình đi đâu đây? Chiếc xe hơi phi một lèo. Khoảng nửa tiếng sau, thì xe dừng lại, Tô Thương và Lý Khuê Võ cùng nhau bước xuống từ trên xe. Sau khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Tô Thương bỗng sững sờ cả người, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên. Ngọc, Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, đây không phải là quán bar cao cấp sao? Tô Thương hơi không dám tin, không nhịn được bèn hỏi, cha vợ, có phải cha đến nhầm chỗ rồi không? Cha chắc chắn muốn dẫn con vào trong xóa chứ? Tô Thương có nằm mơ cũng ngờ tới, Lý Khuê Võ lại dẫn mình đi đến quán bar, hơn nữa còn là quán bar cao cấp nhất ở Giang Bắc, là quán bar có nhiều người đẹp nhất. Lý Khuê Võ là cha ruột của Lý Nguyệt, tương lai chính là cha vợ của mình. Lâu Đinh, cha vợ mang con rể đến quán bar để giải trí, như vậy cũng được sao? Chắc chắn, Lý Khuê Võ nhìn thẳng vào mắt Tô Thương, vẻ mặt lóe lên tia áy náy, sau đó cười nói, Tô Thương. Đi thôi, cha vợ dẫn con đi chơi, sắp xếp nhiều người đẹp cho con, massage, bóp vai, ấn huyệt, còn mấy tiết mục đặc biệt nữa, thư giãn hoàn toàn một chút. Khụ khụ, Tô Thương sờ mũi, rồi ngượng ngùng nói, cha vợ, cha đang thử thách con phải không, kỳ thực cha không cần làm như vậy đâu, con đã hoàn toàn cải tà quy chính rồi, sau này sẽ không đến quán ba ăn chơi nữa, trong lòng con chỉ có một người con gái là Lý Nguyệt. Lý Khuê Võ nghe thấy lời này. Không khỏi thở dài một hơi, càng cảm thấy áy náy hơn với Tô Thương. Tô Đại Thiếu gia lúc trước, rượu chè, cá cược, chơi gái, đắm chìm trong tửu sắc, có thể nói là công tử bột siêu cấp. Nhưng gần đây sau khi tiếp xúc thân mật với Lý Nguyệt thì Tô Thương như trở thành một con người mới, từ bỏ cả quán bar.
vì một cái cây mà từ bỏ cả rừng cây, thì cần khí phách lớn cỡ nào chứ? Bởi như câu nói là con hư biết nghĩ lại thì còn quý hơn cả vàng. Tô Thương cải tà quy chính, tuyệt đối là một người vô cùng tốt, tình yêu của anh đối với Lý Nguyệt ngay cả Lý Khuê Võ cũng bị làm cho cảm động. Lý Nguyệt à Lý Nguyệt, con thật là hồ đồ, Tô Thương đối với con tốt như vậy, vì con mà từ bỏ nơi oanh yên ấm áp, sao con lại có thể cắm sừng nó chứ? Trong lòng Lý Khuê Võ cảm khái, hận không thể đánh vào miệng con gái mình hai cái. Cha vợ, sao vậy? Lúc này, Tô Thương hiếu kỳ hỏi. Không, không sao. Lý Khuê Võ hít sâu một cái, lấy lại bình tĩnh, tránh để lộ ra sơ hở. Sau đó, ông ta nhìn Tô Thương khẽ cười nói, Tô Thương, con đừng có nghĩ nhiều, cha làm gì có thời gian rảnh mà thử thách con, cha thật sự muốn dẫn con đến quán bar. Cha biết lúc trước con thường đến đây chơi, đàn ông mà, háo sắc cũng là chuyện bình thường thôi. Lý Khuê Võ cười nói, cha cũng biết, con vì Lý Nguyệt mà quyết định không tìm đến mấy em nhân viên nữa. Nhưng mà chuyện này giống như hút thuốc, uống rượu vậy, làm gì mà có thể một lần bỏ hẳn được, ép buộc mình quá, ảnh hưởng đến sức khỏe thì cũng không tốt. Lý Khuê Võ quàng vai Tô Thương, rồi cởi mở cười nói, đi, nghe lời cha vợ, chúng ta đi thoải mái một chút. À, cái này. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Lý Khuê Võ, không nhịn được liền hỏi, cha vợ, cha cũng tìm mấy em nhân viên phục vụ cha sao? Lý Khuê Võ nghe thấy như vậy, khuôn mặt già ửng đỏ, xem ra rất là ngại ngùng mà. Kỳ thực, vợ ông ta quản rất là nghiêm, mặc dù là người truyền thừa của nhà họ Lý, nhưng lại chưa bao giờ đi đến quán bar, chứ đừng nói là đến mấy em nhân viên nữ. Không có cách nào khác mà. Con sư tử cái ở trong nhà lợi hại lắm, bản thân ông ta không chơi lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một người đàn ông tốt. Lâu đinh. Nhưng mà, Lý Khuê Võ biết, mình mang Tô Thương đến đây, nếu như mình không kêu nhân viên phục vụ thì Tô Thương chắc chắn sẽ không dám chơi, sẽ cho rằng mình đang thử thách nó. Thế là, suy đi nghĩ lại, Lý Khuê Võ liền gật đầu nói, Tô Thương, chúng ta cùng chơi, đi thôi. Nói xong. Lý Khuê Võ khoác vai Tô Thương giống như anh em với nhau vậy, cùng bước nhanh vào Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lúc này, Tô Thương không còn cách nào từ chối. Tô Thương bây giờ không phải là Tô Đại Thiếu gia lúc trước nữa rồi, anh không có nhu cầu đối với phụ nữ. Những người con gái ở quán bar đa phần đều là hạng dung tục, soàng xính, không lọt vào mắt, có chút nhan sắc thì đều bị chơi cho thối nát cả rồi. Loại con gái này Tô Thương đương nhiên khinh thường không thèm đụng vào rồi. Giống như lúc trước đã từng nói, Sơn Hào có thể ăn no bụng vậy ai mà còn thèm ăn dưa muối, đậu hũ nữa chứ. Mặc dù bản thân không chơi nhưng cha vợ lại muốn chơi, cho nên Tô Thương cảm thấy mình cũng nên đi cùng vậy. Cứ như vậy, Tô Thương và Lý Khuê Võ hai người cùng đi vào sảnh lớn của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lúc này, chính lúc đông khách nhất của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Người quản lý sắp xếp hai hàng nữ nhân viên xinh đẹp để kiểm tra quần áo và những thứ tương tự. Nhìn thấy Tô Thương đi vào, quản lý đại sảnh của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh lập tức sáng mắt lên, dường như nhìn thấy núi vàng vậy, ngay tức khắc dẫn theo hai hàng nhân viên nữ lên tiếp đón, đồng thời cười nói chào hỏi. Chào buổi tối Tô Đại Thiếu gia. Chào buổi tối Tô Đại Thiếu gia. Hai hàng nữ nhân viên xinh đẹp hiện rõ là có quen biết với Tô Thương, lời người quản lý vừa dứt thì bọn họ đều khom lưng xuống đồng thanh chào hỏi. Tô Thương gật gật đầu. Sau đó lại nhìn sang Lý Khuê Võ, cười hỏi, cha vợ, chúng ta chơi như thế nào đây, hay là chúng ta đi ngâm bồn trước, sau đó tìm mấy em nhân viên đến massage, sau cùng là massage chân. Lý Khuê Võ lần đầu tiên đến nơi có nhiều em nhân viên trẻ đẹp tụ tập như vậy, đối với ông ta mà nói, tình cảnh quá mức bạo liệt rồi, nhất thời không phản ứng lại kịp. Khoảng một lúc sau, Lý Khuê Võ mới chậm rãi nói, được, Tô Thương, cứ nghe theo con đi. Nhưng tối nay con đừng trả tiền, để cha tính tiền. Ha ha, được. Tô Thương mỉm cười, sau đó nhìn sang tên quản lý, thản nhiên nói, nghe thấy lời cha vợ tôi nói rồi chứ, nhanh đi sắp xếp đi. Cha, .csa vợ. Dẫn cha vợ đi quán bar. Cha vợ còn dành trả tiền. Không hổ là Tô Đại Thiếu gia, làm chuyện gì cũng đều không giống người bình thường mà, không phục cũng không được. Vâng. Lâu đinh. Sau khi biết được quan hệ của Lý Khuê Võ và Tô Thương,
Trong lòng tên quản lý vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều, vội vàng nói vào bộ đàm kêu nhân viên sắp xếp bồn tắm, sau đó cung kính nói Tô đại thiếu gia, còn có chấm CSA vợ, mời hai người đi bên này. Tiếp theo đó, dưới sự dẫn đường của tên quản lý, Tô Thương và Lý Khuê Võ đi vào nơi sâu nhất của quán bar, đến bồn tắm VIP. Đây là một căn phòng lớn có diện tích hơn 100 mét vuông, còn có bồn tắm, giường ngủ, trang trí cực kỳ sang trọng, thể hiện trọn vẹn phong cách châu Âu. Trọng điểm chính là cái bồn tắm. Bồn tắm trong căn phòng này được thay nước mỗi ngày, hơn nữa còn được diệt khuẩn, mỗi tối chỉ tiếp một đợt khách, vô cùng sạch sẽ, chỉ dành riêng cho khách VIP mà thôi, đương nhiên giá phòng cũng không hề rẻ. Tô đại thiếu gia, cha vợ, mấy em nhân viên này đều là cực phẩm của chúng tôi, hai người cứ tự nhiên chọn. Lúc này, tên quản lý cười nói. Tô Thương khẽ cười nói, cha vợ, cha chọn trước đi. Được. Mặc dù Lý Khuê Võ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cứ nghĩ đến con sư tử cái ở nhà thì Lý Khuê Võ liền cảm thấy khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi chọn lấy hai em nhân viên dáng người nhanh nhẹn, đồng thời nói, chọn bọn họ đi. Tô Thương, con chọn đi, con có thể chọn nhiều hơn nữa, không sao cả. Lý Khuê Võ không hề quên đi mục đích của mình, chắc chắn phải bù đắp đàng hoàng cho Tô Thương. Con có chút mệt, định nghỉ ngơi một lát, chút nữa mới chọn, cha vợ, cha chơi trước đi. Tô Thương mỉm cười, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho tên quản lý đem mấy em nhân viên khác rời đi. Sau khi tên quản lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Thương, Lý Khuê Võ và hai em nhân viên xinh đẹp kia. Tiếp theo đó, Tô Thương và Lý Khuê Võ cùng xuống bồn tắm ngâm nước, hai em nhân viên ở hai bên. Khoảng nửa tiếng sau, sau khi ngâm xong thì Lý Khuê Võ nằm lên chiếc giường ở bên cạnh, bắt đầu hưởng thụ kỹ thuật massage của em nhân viên xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên ông ta trải nghiệm, cho nên cảm thấy thoải mái cực kỳ, khóe miệng không kiềm hãm được mà lộ ra nụ cười vui vẻ, đồng thời cũng đã đem chuyện bù đắp cho Tô Thương ném ra sau ót. Về phần Tô Thương, sau khi mặc áo choàng của quán bar thì anh đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Cùng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, là Lý Nguyệt muốn gọi điện video. Tô Thương lựa chọn kết nối, màn hình điện thoại nhất thời hiện lên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Lý Nguyệt. Tô Thương, không phải anh sẽ trở về tìm em sao, sao mà? Tô Thương, Lý Nguyệt đang nói thì bỗng nhiên nhìn thấy logo của Ngọc Chỉ Thiên Cảnh trên áo của Tô Thương, lập tức nghiến răng. Nghiến lợi nói, anh lại đi đến quán ba sao, anh phách lối quá rồi đó, ở quán ba mà còn dám nhận điện thoại video của em sao? Em nói rồi, em sẽ không phản đối anh đến quán ba, nhưng anh cũng không thể tường thuật trực tiếp cho em chứ, anh có nghĩ đến cảm giác của em không hả? Vợ à, em đừng nổi giận. Lâu đinh, Tô Thương sờ sờ mũi, nở một nụ cười rồi nói tiếp, chuyện này khá phức tạp, nói ra có khi em còn không tin. Anh bị người khác kéo vào quán ba đấy, người này em cũng quen nữa, còn vô cùng thân thiết nữa đấy. Lý Nguyệt nghe thấy như vậy thì khựng người lại, sau đó nghiến răng nói. Tên khốn nào không làm tốt công việc mà lại kéo anh đến nơi như vậy? Tên khốn nạn nào? Tô Thương nghe thấy như vậy thì vội vàng cười khổ nói, vợ à, lời này không được nói bậy bạ đâu, người kéo anh tới, không phải là tên khốn nạn. Sao lại không phải? Trong video, Lý Nguyệt nghiến răng nói, người bình thường thì ai lại đưa anh đến quán bar, Tô Thương, tên khốn nạn đó đang ở cạnh anh sao, để em xem đó là ai. Tô Thương sờ sờ mũi rồi nói, vợ à, anh cảm thấy em không nên xem thì tốt hơn, anh sợ em không chấp nhận nổi. Có gì mà không chấp nhận nổi chứ, người đó cũng không phải là cha của em. Lý Nguyệt thuận miệng nói, em nói đúng rồi đó, là cha của em. Tô Thương. Lý Nguyệt tối sầm mặt lại, tức giận nói, đừng đùa với em như vậy, cha em giữ mình trong sạch, tình cảm với mẹ cũng tốt, còn lâu mới đi đến quán bar, anh chắc chắn là nói dối. Anh, Tô Thương đang do dự, có nên đem chuyện của cha vợ nói cho Lý Nguyệt biết không? Nhưng ngay lúc này, Lý Khuê Võ đang nằm massage ở trên giường, bỗng nhiên cười hỏi, Tô Thương, con đang nói chuyện video với ai vậy? Ha ha, cha vợ. Con nói với một người bạn, cha không quen đâu. Tô Thương đáp lại nói. Lý Khuê Võ cởi mở nói, bạn à, ha ha, con hỏi xem cậu ta có muốn tới chơi không, hôm nay cha vợ mời, đừng sợ tốn tiền.
Bạn còn ở nước ngoài, không tới được. Tô Thương nhìn Lý Khuê Võ rồi hỏi, cha vợ, hôm nay quán bà phục vụ thế nào, thoải mái không, có cần đổi nhân viên không? Không cần đổi, hai em ấy massage thoải mái lắm. Lý Khuê Võ dường như là được mở cửa bước vào một thế giới mới vậy, mặt tràn đầy hưởng thụ nói, lúc trước cha không biết, thì ra massage lại sướng như vậy, chả trách người đàn ông nào cũng thích đến quán bar, massage, ngâm bồn, có thể giải tỏa được hết mệt mỏi của một ngày mà. Ha ha, cha vợ, cha thích thì sau này có thể thường xuyên đến. Tô Thương cười nói, con cũng chọn mấy em đi, tối nay cha đưa con tới, cha nói rồi, tất cả chi phí để cha lo. Lý Khuê Võ vô cùng hào phóng nói. Cảm ơn cha vợ, nhưng con có chút mệt, con đi ra ngoài dạo một lát rồi lại chọn sau vậy. Vậy cũng được. Cha vợ, cha cứ vui vẻ mà chơi đùa đi nhé. Lâu đinh. Tô Thương khẽ cười, sau đó cầm theo điện thoại rời khỏi căn phòng riêng có bồn tắm đó. Sau khi đóng cửa lại, Tô Thương nhìn Lý Nguyệt trên màn hình điện thoại, cười nói, vợ à, bây giờ em tin rồi chứ. Cha em. Ông ấy thật sự đưa anh đến quán bar, hơn nữa còn tự mình hưởng thụ. Biểu cảm của Lý Nguyệt sớm đã ngưng động lại rồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Giọng nói của Lý Khuê Võ, người làm con gái, Lý Nguyệt đương nhiên không thể nghe lầm được. Hơn nữa, lúc Tô Thương đi ra khỏi phòng thì còn đặc biệt xoay camera lại phía sau, điện thoại đã quay hết toàn cảnh của Lý Khuê Võ. Lý Nguyệt nhìn thấy rõ ràng chính là cha của mình đang nằm ở trên giường, hai em nhân viên xinh đẹp kia đang massage, thư giãn gân cốt cho ông ấy. Cái này quá khó có thể tin được rồi. Cha mình là người đàn ông thật thà, an phận như vậy, sao lại có thể kéo Tô Thương đi đến quán bar, còn luôn miệng nói mình mời khách nữa chứ? Chuyện này, hoàn toàn đã lật đổ hình tượng người cha trong lòng của Lý Nguyệt. Vợ à, cha vợ rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc trước ông ấy đã từng đến quán ba sao? Lúc này, Tô Thương hiếu kỳ nói. Chắc là không có. Lý Nguyệt giải thích nói, mẹ em vô cùng hung hăng, bình thường quản lý cha em rất nghiêm ngặt, đừng nhìn cha em cao lớn, thô kệch như vậy, kỳ thực ông ấy rất sợ mẹ em. Ở trước mặt mẹ em, cha em vô cùng ngoan ngoãn, ngay có thở mạnh cũng không dám. Lý Nguyệt nói tiếp, người như vậy thì chắc chắn không dám đi đến quán ba rồi. Không hiểu hôm nay cha em bị làm sao nữa, vậy mà lại đi đến quán bar. Ông ấy muốn đi thì cũng thôi đi, tại sao còn kéo anh theo cùng, chẳng biết tại sao nữa, Lý Nguyệt có thoáng chút nghi hoặc nói. Khụ khụ. Tô Thương mỉm cười nói, vợ à, anh chắc hẳn là cha vợ đại nhân biết anh rất rành về quán bar cho nên mới nghĩ để anh dẫn đường, sẵn tiện có thêm chút can đảm luôn. Chắc là vậy, Lý Nguyệt gật đầu nói, sau đó hỏi, Tô Thương. Cha em có làm mấy tiết mục đặc biệt không? Không có, vợ à, em yên tâm đi, chỉ là massage thôi, đợi chút anh dẫn cha vợ đại nhân về nhà, bảo đảm không để ông ấy làm gì bậy bạ đâu. Tô Thương cam kết nói. Lý Nguyệt gật đầu, sau đó khuôn mặt ửng đỏ nói, anh cũng cẩn thận chút, ở quán ba loại phụ nữ bậy bạ gì cũng có, cũng không sạch sẽ, anh đừng bị nhiễm bệnh đó. Ha ha, vợ à. Em không phải là sợ anh bị nhiễm bệnh rồi lại lây sang cho em sao? Tô Thương cười nham hiểm nói. Lý Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ngượng ngùng nói bậy bạ, em mới không thèm cho anh có cơ hội lây nhiễm cho em. Hi hi. Tô Thương nở một nụ cười đùa, sau đó cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, mà lại nói, vợ à, em đang làm gì vậy? Lâu đinh. Ừ hử, còn làm gì nữa, đều tại anh hết, em đang bị cấm túc rồi. Lý Nguyệt tức giận nói, ông nội thấy em giao du với Tô Huyền Thiên, cứ nghĩ em cắm sừng anh, cho nên ông nổi giận lên, phạt em học thuộc nữ kinh, bắt em học hết mấy thứ tam tòng tứ đức của phụ nữ ngày xưa, không thuộc lòng như cháu thì không cho em ra khỏi phòng. Ặc, Tô Thương khựng người lại, sau đó không nhịn được cười nói, ha ha, vợ à, sao em thảm quá vậy? Tô Thương, anh còn cười được sao, anh biết ông nội em còn nói gì nữa không? Lý Nguyệt nghiến răng, tự hỏi tự trả lời nói, ông ấy nói nếu như em còn cãi nhau với anh, thì tự mình bà tay vào miệng hai cái, bởi vì em phải biết thẹn với anh. Nếu như em không tự đánh thì sau khi ông biết ông sẽ đánh em, còn nói từ nay về sau, anh không đến nhà họ Lý đón em thì em không được rời khỏi trang viên nửa bước. Lý Nguyệt buồn bực nói.
ông nội Lý còn thân hơn cả ông nội ruột của anh nữa, đối với anh tốt quá đi. Tô Thương sau khi nghe thấy những lời này thì lập tức trong bụng nở hoa, vui vẻ cười nói, vợ à, cho nên em phải khách sáo với anh một chút, bắt buộc phải nghe theo lời anh đó, bây giờ anh là người có chỗ dựa rồi nha. Anh câm miệng đi, anh là đồ lừa đảo. Lý Nguyệt tối sầm mặt lại nói. Tô Thương cười khổ nói, sao anh lại trở thành kẻ lừa đảo rồi? Anh rõ ràng là Tô Huyền Thiên, tại sao lại không nói cho em biết? Lý Nguyệt nghi hoặc nói. Em cũng không có hỏi mà. Xì. Lý Nguyệt làm vẻ mặt đáng yêu, bĩu môi rồi hiếu kỳ hỏi, không đùa nữa, nói thật đi, Tô Thương, bây giờ anh mạnh như vậy, có chuyện gì đặc biệt muốn làm không? Có, đương nhiên là có. Tô Thương nghiêm chỉnh gật đầu nói. Chuyện gì, tiện nói cho em nghe một chút không? Tiện. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt trên màn hình, rồi nghiêm túc nói, nhưng chuyện anh muốn làm vô cùng thô bạo, chắc chắn sẽ nhìn thấy máu, còn kèm theo tiếng la hét nữa, còn có hàng vạn sinh linh bị chết oan uổng, em chắc là muốn nghe chứ? Khoa trương như vậy sao? Chắc chắn. Vốn dĩ Lý Nguyệt chỉ tùy tiện hỏi nhưng nghe Tô Thương miêu tả xong thì lòng hiếu kỳ của cô đã được dẫn dắt lên. Mặt tràn đầy mong chờ Tô Thương ở bên kia màn hình. Được thôi, dù sao chuyện này nói với em cũng không sao, anh nói cho em biết vậy. Tô Thương gật gật đầu, biểu cảm nghiêm túc nói, chuyện anh muốn làm nhất chính là cùng với em, ôm em, rồi khiến em. Tên khốn nạn nào? Tô Thương nghe thấy như vậy thì vội vàng cười khổ nói, vợ à, lời này không được nói bậy bạ đâu, người kéo anh tới, không phải là tên khốn nạn. Lâu Đinh. Sao lại không phải? Trong video, Lý Nguyệt nghiến răng nói, người bình thường thì ai lại đưa anh đến quán bar, Tô Thương, tên khốn nạn đó đang ở cạnh anh sao, để em xem đó là ai? Tô Thương sờ sờ mũi rồi nói, vợ à, anh cảm thấy em không nên xem thì tốt hơn, anh sợ em không chấp nhận nổi. Có gì mà không chấp nhận nổi chứ, người đó cũng không phải là cha của em. Lý Nguyệt thuận miệng nói, em nói đúng rồi đó. Là cha của em. Tô Thương. Lý Nguyệt tối sầm mặt lại, tức giận nói, đừng đùa với em như vậy, cha em giữ mình trong sạch, tình cảm với mẹ cũng tốt, còn lâu mới đi đến quán bar, anh chắc chắn là nói dối. Anh. Tô Thương đang do dự, có nên đem chuyện của cha vợ nói cho Lý Nguyệt biết không? Nhưng ngay lúc này, Lý Khuê Võ đang nằm mát xa ở trên giường, bỗng nhiên cười hỏi, Tô Thương, con đang nói chuyện video với ai vậy? Ha ha, cha vợ, con nói với một người bạn, cha không quen đâu. Tô Thương đáp lại nói. Lý Khuê Võ cởi mở nói, bạn à, ha ha, con hỏi xem cậu ta có muốn tới chơi không, hôm nay cha vợ mời, đừng sợ tốn tiền. Bạn con ở nước ngoài, không tới được. Tô Thương nhìn Lý Khuê Võ rồi hỏi, cha vợ, hôm nay quán bar phục vụ thế nào, thoải mái không, có cần đổi nhân viên không? Không cần đổi. Hai em ấy mát xa thoải mái lắm. Lý Khuê Võ dường như là được mở cửa bước vào một thế giới mới vậy, mặt tràn đầy hưởng thụ nói, lúc trước cha không biết, thì ra mát xa lại sướng như vậy, chả trách người đàn ông nào cũng thích đến quán bar, mát xa, ngâm bồn, có thể giải tỏa được hết mệt mỏi của một ngày mà. Ha ha, cha vợ, cha thích thì sau này có thể thường xuyên đến. Tô Thương cười nói, con cũng chọn mấy em đi, tối nay cha đưa con tới. Cha nói rồi, tất cả chi phí để cha lo. Lý Khuê Võ vô cùng hào phóng nói. Cảm ơn cha vợ, nhưng con có chút mệt, con đi ra ngoài dạo một lát rồi lại chọn sau vậy. Vậy cũng được. Cha vợ, cha cứ vui vẻ mà chơi đùa đi nhé. Tô Thương khẽ cười, sau đó cầm theo điện thoại rời khỏi căn phòng riêng có bồn tắm đó. Sau khi đóng cửa lại, Tô Thương nhìn Lý Nguyệt trên màn hình điện thoại, cười nói, vợ à. Bây giờ em tin rồi chứ? Cha em, ông ấy thật sự đưa anh đến quán bar, hơn nữa còn tự mình hưởng thụ. Biểu cảm của Lý Nguyệt sớm đã ngưng động lại rồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Giọng nói của Lý Khuê Võ, người làm con gái, Lý Nguyệt đương nhiên không thể nghe lầm được. Hơn nữa, lúc Tô Thương đi ra khỏi phòng thì còn đặc biệt xoay camera lại phía sau, điện thoại đã quay hết toàn cảnh của Lý Khuê Võ. Lâu Đinh. Lý Nguyệt nhìn thấy rõ ràng chính là cha của mình đang nằm ở trên giường, hai em nhân viên xinh đẹp kia đang mát xa, thư giãn gân cốt cho ông ấy. Cái này quá khó có thể tin được rồi.
Cha mình là người đàn ông thật thà, an phận như vậy, sao lại có thể kéo Tô Thương đi đến quán bar, còn luôn miệng nói mình mời khách nữa chứ? Chuyện này, hoàn toàn đã lật đổ hình tượng người cha trong lòng của Lý Nguyệt. Vợ à, cha vợ rốt cuộc là chuyện gì vậy, lúc trước ông ấy đã từng đến quán bar sao? Lúc này, Tô Thương hiếu kỳ nói. Chắc là không có. Lý Nguyệt giải thích nói, mẹ em vô cùng hung hăng, bình thường quản lý cha em rất nghiêm ngặt, đừng nhìn cha em cao lớn, thô kệch như vậy, kỳ thực ông ấy rất sợ mẹ em. Ở trước mặt mẹ em, cha em vô cùng ngoan ngoãn, ngay có thở mạnh cũng không dám. Lý Nguyệt nói tiếp, người như vậy thì chắc chắn không dám đi đến quán bar rồi, không hiểu hôm nay cha em bị làm sao nữa, vậy mà lại đi đến quán bar. Ông ấy muốn đi thì cũng thôi đi, tại sao còn kéo anh theo cùng, chẳng biết tại sao nữa, Lý Nguyệt có thoáng chút nghi hoặc nói. Khụ khụ. Tô Thương mỉm cười nói, vợ à, anh chắc hẳn là cha vợ đại nhân biết anh rất rành về quán bar cho nên mới nghĩ để anh dẫn đường, sẵn tiện có thêm chút can đảm luôn. Chắc là vậy, Lý Nguyệt gật đầu nói, sau đó hỏi, Tô Thương, cha em có làm mấy tiết mục đặc biệt không? Không có, vợ à, em yên tâm đi. Chỉ là mát xa thôi, đợi chút anh dẫn cha vợ đại nhân về nhà, bảo đảm không để ông ấy làm gì bậy bạ đâu. Tô Thương cam kết nói. Ừm. Lý Nguyệt gật đầu, sau đó khuôn mặt ửng đỏ nói, anh cũng cẩn thận chút, ở quán ba loại phụ nữ bậy bạ gì cũng có, cũng không sạch sẽ, anh đừng bị nhiễm bệnh đó. Ha ha, vợ à, em không phải là sợ anh bị nhiễm bệnh rồi lại lây sang cho em sao? Tô Thương cười nham hiểm nói. Lý Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ngượng ngùng nói bậy bạ, em mới không thèm cho anh có cơ hội lây nhiễm cho em. Hi hi, Tô Thương nở một nụ cười đùa, sau đó cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, mà lại nói, vợ à, em đang làm gì vậy? Ừ hừ, còn làm gì nữa, đều tại anh hết, em đang bị cấm túc rồi. Lý Nguyệt tức giận nói, ông nội thấy em giao du với Tô Huyền Thiên, cứ nghĩ em cắm sừng anh, cho nên ông nổi giận lên. Phạt em học thuộc nữ kinh, bắt em học hết mấy thứ tam tòng tứ đức của phụ nữ ngày xưa, không thuộc lòng như cháu thì không cho em ra khỏi phòng. Ặc, Tô Thương khựng người lại, sau đó không nhịn được cười nói, ha ha, vợ à, sao em thảm quá vậy? Tô Thương, anh còn cười được sao, anh biết ông nội em còn nói gì nữa không? Lý Nguyệt nghiến răng, tự hỏi tự trả lời nói, ông ấy nói nếu như em còn cãi nhau với anh, thì tự mình bạt tay vào miệng hai cái. Bởi vì em phải biết thẹn với anh. Nếu như em không tự đánh thì sau khi ông biết ông sẽ đánh em, còn nói từ nay về sau, anh không đến nhà họ Lý đón em thì em không được rời khỏi trang viên nửa bước. Lý Nguyệt buồn bực nói. Lâu đinh, ông nội Lý còn thân hơn cả ông nội ruột của anh nữa, đối với anh tốt quá đi. Tô Thương sau khi nghe thấy những lời này thì lập tức trong bụng nở hoa, vui vẻ cười nói, vợ à, cho nên em phải khách sáo với anh một chút. Bắt buộc phải nghe theo lời anh đó, bây giờ anh là người có chỗ dựa rồi nha. Anh câm miệng đi, anh là đồ lừa đảo. Lý Nguyệt tối sầm mặt lại nói. Tô Thương cười khổ nói, sao anh lại trở thành kẻ lừa đảo rồi? Anh rõ ràng là Tô Huyền Thiên, tại sao lại không nói cho em biết? Lý Nguyệt nghi hoặc nói. Em cũng không có hỏi mà. Xì. Lý Nguyệt làm vẻ mặt đáng yêu, bĩu môi rồi hiếu kỳ hỏi, không đùa nữa. Nói thật đi, Tô Thương, bây giờ anh mạnh như vậy, có chuyện gì đặc biệt muốn làm không? Có, đương nhiên là có. Tô Thương nghiêm chỉnh gật đầu nói. Chuyện gì, tiện nói cho em nghe một chút không? Tiện. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt trên màn hình, rồi nghiêm túc nói, nhưng chuyện anh muốn làm vô cùng thô bạo, chắc chắn sẽ nhìn thấy máu, còn kèm theo tiếng la hét nữa, còn có hàng vạn sinh linh bị chết oan uổng, em chắc là muốn nghe chứ. Khoa trương như vậy sao? Chắc chắn. Vốn dĩ Lý Nguyệt chỉ tùy tiện hỏi nhưng nghe Tô Thương miêu tả xong thì lòng hiếu kỳ của cô đã được dẫn dắt lên, mặt tràn đầy mong chờ Tô Thương ở bên kia màn hình. Được thôi, dù sao chuyện này nói với em cũng không sao, anh nói cho em biết vậy. Tô Thương gật gật đầu, biểu cảm nghiêm túc nói, chuyện anh muốn làm nhất chính là cùng với em, ôm em, rồi khiến em. Bánh bao súp. Tô Thương ngồi ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau khi phản ứng lại thì cũng không nhịn được mà bật cười. Cha vợ đúng là một đóa hoa tươi mát, thoát tục kỳ lạ, hiếm thấy mà. Ăn, 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 chỉ biết đến ăn,
ăn bữa bánh bao súp mà đã tốn hết 10 vạn, nghe là biết có gì sai sai rồi mà. Lúc trước ông ta còn dương dương tự đắc, bây giờ mới biết, cái gì gọi là thông minh quá là sẽ bị thông minh hại. Lý Khuê Võ, hôm nay ông phải nói rõ cho tôi, 10 vạn này rốt cuộc là tiêu đi chỗ nào hả? Lúc này, Hàn Vân Hà trầm giọng nói. Vân Hà, bà nhỏ tiếng một chút, con rể vẫn còn đang ở bên cạnh kia, đợi lát nữa tôi giải thích rõ ràng với bà. Lý Khuê Võ bước đến trước mặt Hàn Vân Hà, sắc mặt vô cùng khó coi, hạ giọng nói, con rể lần đầu tiên gặp bà, đừng để cho con rể nhìn thấy trò cười của chúng ta. Ha ha, Lý Khuê Võ, đừng có mà dở trò nữa, tôi chỉ muốn nghe câu giải thích thôi. Hàn Vân Hà hất tay Lý Khuê Võ ra, lạnh giọng nói ngay, có phải ông đã đi đến những nơi không nên đến, đúng không, thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự thì sẽ bị nghiêm trị. Tôi, Lâu Đinh, trong lòng Lý Khuê Võ có chút hồi hộp, không ngờ tới là Hàn Vân Hà lại có thể lập tức đoán đúng, nhất thời hoảng sợ sắc mặt trắng bệch ra. Cha vợ, Tô Thương ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, liền mở miệng nói, đừng giấu nữa. Nói cho mẹ vợ biết đi, chuyện này trước sau gì mẹ vợ cũng sẽ biết thôi, cha không nói thì con cũng sẽ nói. Lý Khuê Võ nghe thấy như vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thương, đồng thời nháy mắt ra hiệu với Tô Thương đừng có nói lung tung. Lý Khuê Võ, ông liếc cái gì mà liếc, quay đi chỗ khác ngay. Hàn Vân Hà đương nhiên là đã chú ý đến động tác nhỏ này của Lý Khuê Võ rồi, đầu tiên là trách mắng, sau đó lại nói, Tô Thương. Con đừng có mà giấu giùm ông ta, cũng đừng sợ ông ta, hôm nay con nói rõ chuyện này cho mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con, ai cũng sẽ không dám làm gì con. Nói đến câu nói này Hàn Vân Tuyết dường như đang cảnh cáo Lý Khuê Võ. Lý Khuê Võ bị dọa cho đến rụt đầu lại, cái rắm cũng không dám thả, trong lòng thầm nghĩ xong đời rồi. Được rồi, mẹ vợ, chuyện đã đến lúc này thì con cũng không giấu mẹ nữa. Tô Thương nhìn Hàn Vân Hà. Sau đó khẽ cười nói, thật ra khoản tiền này cha vợ dùng để. Nói đến đây, Tô Thương cố ý dừng lại một lúc. Soạt soạt, Hà Vân Hà Thăm lập tức nhìn về phía Tô Thương, trong ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, rõ ràng là rất muốn biết rõ chân tơ sợi tóc của sự việc này. Về phần Lý Khuê Võ thì sợ hãi vô cùng, dường như đã chấp nhận số mệnh, nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị sẵn tâm lý chết chắc. Dùng để mua quà cho mẹ. Lúc này, Tô Thương nói nốt câu nói phía sau ra. Hà Vân Hà khựng người lại, nghi hoặc nói, mua quà cho mẹ. Đúng vậy. Tô Thương gật đầu nói, tối nay khi con và cha vợ đi dạo với nhau thì có đi qua một cửa hàng bán đồ trang sức. Cha vợ nói mẹ vì cái nhà này mà lao tâm khổ tứ cả nửa đời người, luôn lo lắng hết lòng, quá cực khổ cho mẹ rồi, cho nên mới quyết định mua cho mẹ một sợi dây chuyền, bù đắp cho mẹ. Ông ta có tấm lòng như vậy sao? Thái độ của Hàn Vân Hà rõ ràng là tốt lên rất nhiều, nửa tin nửa ngờ nói, mua thì mua rồi, tại sao ông ta không trực tiếp thanh toán mà lại chuyển tiền cho súp bánh bao Giang Nam chứ? Mẹ vợ, chuyện là thế này. Tô Thương giải thích nói, cha vợ nói rồi, mẹ sẽ điều tra ra số điện thoại của ông ấy, nếu như trực tiếp thanh toán tiền, thì mẹ sẽ biết được là ông ấy đã mua sợi dây chuyền rồi. Cha vợ tính dành cho mẹ một sự ngạc nhiên. Đương nhiên không muốn cho mẹ biết trước rồi, cho nên mới đem tiền trả cho bên thứ ba để đổi thành tiền mặt mua sợi dây chuyền. Nói đến sau cùng, Tô Thương cũng không quên tán dương, Lý Khuê Võ khẽ cười nói, mẹ vợ cha vợ thật đúng là một người đàn ông tốt mà, trăm phương ngàn kế để dành cho mẹ một bất ngờ nhỏ, quá sức lãng mạn rồi, chuyện tình của hai người thật khiến người ngoài phải ghen tị mà. Nghe đến câu nói này, mặt của Hàn Vân Hà lập tức ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó, bà ấy nhìn về phía Lý Khuê Võ, nhỏ giọng nói, cái đồ quỷ, chúng ta đều là vợ chồng già với nhau rồi, còn bày vẽ làm gì chứ? Mua dây chuyền, Lâu Đinh, dây chuyền gì? Không phải đều đã tiêu hết ở quán bar rồi sao? Giờ này phút này Lý Khuê Võ vẫn còn chưa tỉnh mộng, sau khi phản ứng lại thì không nhịn được nhìn về phía Tô Thương, ánh mắt vô cùng tán thưởng. Sau đó, Lý Khuê Võ lại nhìn về Hàn Vân Hà, khẽ cười nói, Vân Hà, giữa vợ chồng với nhau, những niềm vui bất ngờ cũng nên có, nếu không thì tình cảm sẽ dần phai nhạt đi. Đồ quỷ, ông cũng biết rõ đó chứ. Khuôn mặt ngọc của Hà Vân Hà ửng hồng, nhìn thẳng vào mắt của Lý Khuê Võ,
sau đó hiếu kỳ nói, lấy dây chuyền ra đi, cho em xem hợp hay không hợp. Ặc, Lý Khuê Võ trợn tròn mắt, ông ta lấy đâu ra dây chuyền chứ, lần này là xong đời rồi, thế là lại nhìn sang Tô Thương để mà cầu cứu. Mẹ vợ, Tô Thương sớm đã nghĩ ra cách đối phó rồi, thế là mỉm cười nói, cha vợ đối với mẹ vô cùng để tâm, sợi dây chuyền mà ông ấy mua là đặt hàng chế tạo riêng hơn nữa. Còn có một giấy chứng nhận nữa là một người đàn ông cả đời chỉ có thể là một sợi mà thôi, cho nên sợi dây chuyền vẫn chưa lấy được, đợi khoảng 3, 4 hôm nữa thì có thể đi đến tiệm trang sức lấy rồi. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe Tô Thương giải thích xong, trong lòng Hàn Vân Hòa lại càng hạnh phúc, ánh mắt nhìn Lý Khuê Võ tràn đầy ấm áp, Khuê Võ, lúc nãy là tôi quá hung dữ với ông rồi, tôi xin lỗi ông nhé. Vợ à, bà khách sáo rồi. Lý Khuê Võ cảm kích nhìn Tô Thương, sau đó cười nói, bà vì cái nhà này mà bỏ ra quá nhiều rồi, một sợi dây chuyền thôi mà, bà xứng đáng có được. Ừm. Hàn Vân Hà khẽ gật đầu rồi sau đó nhìn Tô Thương ở bên cạnh và hỏi, Tô Thương, con đến tìm Lý Nguyệt sao? Dạ vâng, mẹ vợ, Lý Nguyệt ở đâu vậy? Tô Thương cười hỏi. Nó ở trong phòng của nó, để mẹ sai người dẫn đường cho con đi nói chuyện với nó đi. Hàn Vân Hà cười nói, bà ấy đã hoàn toàn công nhận Tô Thương rồi. Tô Thương bây giờ, sau khi ăn thần thông đan, đã đạt đến hóa kình trung kỳ, thiên phú chắc tuyệt, thực sự là một người con rể không tệ mà. Cảm ơn, mẹ vợ, để cha vợ dẫn con đi là được rồi, đừng làm phiền đến người làm nữa. Tô Thương cười nói, vậy không được, mẹ với cha vợ của con có chút chuyện cần phải bàn bạc với nhau. Hàn Vân Hà ửng đỏ mặt. Thẹn thùng nói, đồ quỷ, chúng ta về phòng đi. À, được, được, được. Lý Khuê Võ nhìn thấy biểu cảm của vợ mình, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của vợ, cười ha ha rồi đi theo Hàn Vân Hà rời khỏi phòng khách. Cùng lúc đó, ông ấy cũng không quên quay đầu lại, ánh mắt nhìn Tô Thương thay cho lời nói cảm ơn. Hơn 40 tuổi rồi mà còn có thể giày vò nhau được như vậy sao? Tô Thương mỉm cười, sau đó dưới sự dẫn đường của người làm, anh đi về phía phòng của Lý Nguyệt. Khoảng mấy phút sau, thì Tô Thương đã đến bên ngoài phòng của Lý Nguyệt. Tên người làm muốn gõ cửa nhưng mà lại bị Tô Thương ngăn lại. Không cần gõ cửa, anh đi trước đi, tôi tự mình bước vào là được rồi. Tô Thương thản nhiên nói. Vâng, Tô đại thiếu gia. Tên người làm cung kính đáp lại, sau đó khom lưng rời đi nhanh chóng. Tiếp theo đó, Tô Thương dùng linh khí để mở khóa chống trộm. Mà không hề kinh động đến người ở bên trong phòng, sau đó anh bước vào trong phòng. Phòng của Lý Nguyệt tương đối lớn được trang trí theo phong cách màu hồng, còn có phòng tắm riêng nữa. Tí tách, lúc này trong phòng tắm truyền tới tiếng nước rơi trên cơ thể. Vợ mình đang tắm. Tô Thương nở một nụ cười nham hiểm, sau đó ánh mắt nhìn về phía kính thủy tinh mờ ảo. Qua lớp kính mờ có thể nhìn thấy rõ một bóng dáng người tuyệt đẹp. Người trong phòng tắm đang vấn tóc lại, có lẽ là đã tắm xong rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Thương, rất nhanh bóng dáng đó trùm khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Tô Thương nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua cảnh tượng tuyệt đẹp nào. Nhưng mà rất nhanh, anh ấy liền trợn tròn mắt bởi vì người con gái đang tắm đó không phải là Lý Nguyệt mà là Lý Kỳ Kỳ. Người đang tắm vậy mà lại là Lý Kỳ Kỳ. Lâu Đinh. Tô Thương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy hai chữ kinh ngạc. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, khiến cho Lý Kỳ Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt, cả một hồi vẫn chưa phản ứng lại được. Tô Thương! Cái tên lưu manh thối tha này! Lý Kỳ Kỳ sau khi phản ứng lại thì lập tức giơ cánh tay lên, chỉ thẳng vào mặt Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà dám lén xem bà đây tắm, anh không biết xấu hổ. Cô ta không giơ tay lên thì còn đỡ, vừa mới giơ tay lên thì khăn tắm quấn trên người trực tiếp tụt xuống đất. Cái nên nhìn, cái không nên nhìn, toàn bộ đều lộ ra trước mắt Tô Thương cả rồi. A, à, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Lý Kỳ Kỳ đỏ bừng lên, vội vàng khom người xuống, nhặt cái khăn tắm lên, che chắn những chỗ quan trọng, đồng thời thẹn quá hóa giận hét lên, Tô Thương chết tiệt, mau cút ra khỏi phòng, còn không tôi sẽ hô người đến đấy. Lý Kỳ Kỳ, chúng ta nói chút lý lẽ được không, là tôi muốn nhìn lén cô sao? Tô Thương thành thực nói, tôi cứ tưởng trong phòng tắm là Lý Nguyệt,
cho nên mới nhìn thêm một chút. Lý Nguyệt là vợ của tôi nhìn vợ của mình cũng không quá đáng chứ. Tô Thương bĩu môi, rồi nói tiếp, nếu như tôi biết người trong phòng tắm là cô, thì cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không thèm nhìn. Ừ hử, còn giả bộ chính nhân quân tử sao, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, từ phòng tắm đi ra, mà anh không thèm nhìn sao? Lý Kỳ Kỳ không phục nói. Ha ha, Tô Thương nhìn Lý Kỳ Kỳ, rồi sau đó khinh thường nói, Lý Kỳ Kỳ, cô không soi gương hả, cô nhìn người cô từ trên xuống dưới, có chỗ nào hấp dẫn người khác chứ? Hai cái đầu nhỏ xíu xiu đó, còn không bằng một quả táo, nhìn nó tôi còn sợ mình bị đau mắt hột nữa. Tô Thương, anh! Lý Kỳ Kỳ không kiềm được tức giận, quấn lấy khăn tắm, nghiến răng nói, mắt anh mù rồi sao, tôi nhỏ chỗ nào chứ? Hai, Lý Kỳ Kỳ, cô cần phải biết chấp nhận sự thật đi chứ, nhỏ chính là nhỏ, đây là sự thật không có cách nào thay đổi được. Tô Thương nhìn Lý Kỳ Kỳ đang quấn khăn tắm, không nhịn được nói, tôi khuyên cô đừng quấn nữa, quấn khăn tắm chỉ để dành cho những người to kia thôi. Vùng đất bằng phẳng như cô, không đủ để giữ được khăn tắm đâu. Tô Thương cười nói tiếp, người khác quấn khăn tắm, thì có thể giữ lại được, còn cô thì sao, sau khi quấn xong còn phải dùng tay để giữ khăn lại, nếu không sẽ bị tuột mất. Chuyện này, cô không cần tôi phải giải thích chứ, lúc nãy chỉ trong nháy mắt, cô vừa mới thả tay ra để chỉ tôi thôi thì khăn tắm không phải đã tuột rồi sao? Tô Thương nghiêm túc nói, Lý Kỳ Kỳ, tôi khuyên cô nên khoác khăn choàng tắm lên người, đừng học theo người khác, quấn khăn làm gì? Tô Thương, tôi mà là vậy thì anh cũng chả hơn kém gì đâu. Lý Kỳ Kỳ bị Tô Thương nói cho một tràng, nói cho xấu hổ không chịu nổi nhưng cô ấy cũng không tìm được lý do gì để phản bác lại Tô Thương. Bởi vì Tô Thương nói không sai, cô cũng có thể cảm nhận được, cái kiểu quấn khăn này không hợp với cô ấy, mỗi lần sau khi quấn khăn xong đều rất dễ bị tụt xuống. Lâu đinh, lúc mới bắt đầu, Lý Kỳ Kỳ còn nghĩ rằng do mình quấn sai cách. Bây giờ cô ấy mới biết thì ra là do của mình quá nhỏ. Nhưng mà, Tô Thương quá đáng quá rồi, tự mình biết không phải là được rồi sao, tại sao còn phải nói ra nữa chứ, a ra ra ra, không giữ thể diện cho mình chút nào, muốn mình tức chết mà. Lý Kỳ Kỳ, đừng tức giận nữa, bây giờ y học phát triển rồi, có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ an toàn, uy tín, cô còn có cơ hội để trở nên to hơn. Lúc này, Tô Thương an ủi nói. Tô Thương, anh câm miệng đi. Lý Kỳ Kỳ nghiến răng, nghiến lợi nói, tôi nhỏ thì làm sao hả? Tôi nhỏ thì làm sao hả? Liên quan gì đến anh, không cần anh đưa ra chủ ý cho tôi. Lý Kỳ Kỳ tức muốn nổ phổi nói, còn nữa, tôi tự hào là tôi nhỏ đấy, tôi có thể tiết kiệm được vải, tôi vui lòng nhỏ như vậy đó. Vậy được rồi, tôi không quản nữa, sau này Thái Bình Dương là do cô quản. Tô Thương sờ mũi rồi cười nham hiểm nói. Anh còn dám cười nhạo tôi. Lý Kỳ Kỳ thực sự không nhịn được nữa rồi, cô ấy chạy đến sofa bên cạnh, lấy cái gối ném về phía Tô Thương. Tô Thương nghiêng người qua tránh, đương nhiên sẽ không để cho cô ấy ném chúng rồi. Tô Thương, sao anh lại ở đây? Lúc này, Lý Nguyệt ở bên ngoài bước vào. Ánh mắt Tô Thương nhìn lên người Lý Nguyệt rồi khẽ cười nói, anh muốn đến thăm em đi làm cái gì vậy? Còn không phải tại anh sao, ông nội bắt em đi học nữ kinh, em đã học thuộc rồi, lúc nãy em đi kiếm ông nội để trả bài. Lý Nguyệt nhìn Tô Thương, rồi lại nhìn sang Lý Kỳ Kỳ, lập tức nghi hoặc nói, hai người. Chị phải làm chủ cho em. Lý Kỳ Kỳ tố cáo nói, lúc nãy em vừa từ phòng tắm ra, thì Tô Thương đã ở trong phòng rồi, anh ta lén nhìn em tắm. Cô có cái gì mà tôi phải lén nhìn cô tắm chứ? Tôi dám vỗ ngực nói là tôi không lén nhìn cô tắm đó. Tô Thương giải thích, đồng thời vỗ vào ngực của mình. Xì. Lý Kỳ Kỳ khinh thường nhìn Tô Thương, sau đó nói, em cũng dám vỗ ngực nói là anh ta lén nhìn em tắm. Ha ha, cô nên thôi đi, cô rõ ràng là không có cái đó, thì vỗ cái gì mà vỗ. Tô Thương khẽ cười nói. Chị đều nghe thấy rồi đó, Tô Thương đang cười nhạo em. Lý Kỳ Kỳ nghiến răng nói. Lý Nguyệt nhìn thấy như vậy thì vén sợi tóc trước trán lên, mỉm cười nói, được rồi, Kỳ Kỳ, em và Tô Thương chắc là có hiểu lầm rồi, đừng cãi nhau nữa, hạ hỏa đi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ hử, Tô Thương, tôi nể mặt chị tôi, nếu không chuyện hôm nay chưa xong đâu,
Lý Kỳ Kỳ vẫy vẫy nắm tay trắng hồng, bỏ lại một câu, rồi tức giận rời khỏi phòng của Lý Nguyệt, đi vào phòng của chính mình bên cạnh. Lâu Đinh, không hiểu gì cả. Tô Thương sờ mũi rồi, nghi hoặc nói, vợ à, Lý Kỳ Kỳ sao lại ở trong phòng em? Máy nước nóng phòng em ấy hư rồi, phòng em lại ở sát phòng em ấy nên em ấy mới đến phòng em tắm. Lý Nguyệt giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tô Thương gật gật đầu, sau đó cười nói, vợ à, cảm ơn sự tin tưởng của em dành cho anh thật sự không cố ý nhìn, anh còn tưởng người trong phòng tắm là em. Tô Thương, nói vậy là anh tính nhìn lén em tắm sơ sao? Lý Nguyệt giận dữ nói. Tô Thương bước lên ôm lấy Lý Nguyệt, cười đùa nói, cũng không được tính là lén xem, vợ của mình, anh muốn xem thì xem, sao lại dùng từ lén ở đây chứ? Đi ra, tránh xa em ra. Lý Nguyệt xa lánh Tô Thương, rồi sau đó nói, bây giờ em là người phụ nữ của Tô Huyền Thiên, ông nội và cha đều tưởng là em có quan hệ với Tô Huyền Thiên. Tô Thương, anh đừng có mà lại gần em, từ bây giờ bắt đầu, em phải duy trì khoảng cách với anh, Bạch Mã Hoàng tử trong lòng em không phải là anh nữa, mà là Tô Huyền Thiên. Lý Nguyệt nửa đùa, nửa thật nói, còn nữa, chúng ta cũng không thể gặp mặt nhau nữa, lỡ như bị Tô Huyền Thiên trông thấy thì anh ấy sẽ nổi giận. Thật sao? Tô Thương trực tiếp đè hai tay của Lý Nguyệt vào vách tường, rồi không để cho vợ mình có cơ hội mở miệng nói, anh trực tiếp hôn lên đôi môi ấy. Đây đã không phải là lần thứ nhất bị hôn rồi, cho nên Lý Nguyệt cũng chỉ dãy dụa tượng trưng một chút, sau đó liền bắt đầu phối hợp với Tô Thương. Bẹp 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 bẹp, hai người hôn nhau thắm thiết ở trong phòng. Sát vách bên cạnh. Sau khi Lý Kỳ Kỳ trở về phòng liền nằm ngay lên giường. Đúng lúc nghe thấy âm thanh từ phòng chị gái truyền tới, đương nhiên cô ấy có thể đoán ra là Tô Thương và Lý Nguyệt đang làm cái gì. Điều này làm cho người chưa từng trải sự đời là Lý Kỳ Kỳ, mặt nóng bừng ngay lập tức, tim đập thình thịch, ngượng ngùng vô cùng, nhưng cô ấy cũng không kiềm được mà vểnh tai lên nghe trộm. Cô gái nào mà chẳng mơ mộng chuyện tình yêu? Lý Kỳ Kỳ sắp 20 tuổi rồi, nhưng vì nguyên nhân là biết võ công, bình thường thì quá mạnh mẽ. Giống như một chú hổ nhỏ hung dữ, nên không có chàng trai nào đồng ý gần gũi với cô ta. Cho dù có con trai theo đuổi cô ta đi nữa, thì cũng sẽ bị cô ấy dùng gậy bóng chảy đánh cho chạy mất dép, cho nên về mặt tình cảm, Lý Kỳ Kỳ vẫn là một tờ giấy trắng. Nhưng, đối với chuyện tình cảm giữa nam và nữ, cô ta vô cùng ao ước và mong đợi, đây là một kiểu rung động đến từ tận đáy lòng của con người, dưới sự bài tiết của hormone thì lại càng thêm mãnh liệt. Ví dụ như bây giờ, Lâu Đinh, Lý Kỳ Kỳ nghe thấy tiếng hôn môi ở ngay phòng bên cạnh, ngay lập tức mặt liền đỏ ửng lên, trong lòng có chút hưng phấn. Đêm dài đằng đẵng, không thể nào ngủ được. Đúng lúc đó, ở căn phòng sát vách, nụ hôn này, kéo dài đến mấy phút rồi mới kết thúc, Lý Nguyệt rúc vào trong lồng ngực Tô Thương, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tô Thương cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp này, hương thơm nồng nàn ở ngực. Không cần nhắc đến nhiều cũng thấy thoải mái rồi. Vài phút lại trôi qua, Tô Thương đột nhiên nhớ ra một chuyện, khẽ cười nói, vợ à, anh cho em xem cái này. Cái gì vậy? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Em sẽ biết nhanh thôi. Vừa nói, Tô Thương liền kéo khóa áo ra. Tối nay Lý Nguyệt đã gặp phải nguy hiểm, may mà mình đến kịp lúc, nếu không hậu quả không dám nghĩ tới. Nhưng Tô Thương không thể lần nào cũng biến nguy thành may được. Cho nên mới nghĩ đến Bạch Miêu. Mấy hôm trước, anh ấy định đem Bạch Miêu tặng cho Lý Nguyệt, nhưng mà lúc đó Bạch Miêu đang tu luyện. Bây giờ Bạch Miêu đã kết thúc tu luyện rồi, tất nhiên Bạch Miêu sẽ không từ chối, mà đồng ý một cách kính trọng. Lúc này, lý do mà Tô Thương muốn kéo khóa ra, là muốn để lộ ra Bạch Miêu đang ở trong áo của mình. Dù sao thì vòng tay chứa đồ quá thần kỳ đó, Tô Thương không muốn làm Lý Nguyệt quá bất ngờ. Tô Thương, xem đồ thì xem thôi, anh cởi quần áo ra làm gì? Lý Nguyệt vừa nói xong, thì nhìn thấy Bạch Miêu, hai mắt bỗng sáng lên, mừng rỡ nói, wow, vật bé con này, lông xù xù, dễ thương quá đi. Ha ha, em thích không, đây là món quà mà anh đã chuẩn bị cho em đấy, sau này nó sẽ thuộc về em có thể dùng tay vuốt ve nó. Ha ha, Tô Thương cảm ơn anh nhé, em thích lắm luôn, mau nhìn đi. Nó ngẩng đầu lên này, Tô Thương có phải nó rất hung dữ không? Tất nhiên là có rồi,
nhưng em có thể vuốt ve nó mỗi ngày, sau quen rồi nó sẽ nghe lời của em thôi. Đầu nó hơi cứng, nóng nữa, ha ha ha, nhưng, nó nhỏ quá đi. Lúc đầu chắc chắn nhỏ, từ từ sẽ to lên thôi, nhưng cũng không to lắm đâu. Ừ, em thực sự rất thích, em có thể hôn nó không? Có thể chứ, hôn đi. Sau khi Lý Nguyệt nhìn thấy Bạch Miêu, hai mắt thì mở to ra, ôm lấy Bạch Miêu vừa vuốt ve vừa hôn nó. Nhưng, những lời nói này truyền đến tai Lý Kỳ Kỳ ở trong phòng sát bên cạnh, lại trở nên rất thú vị. Lâu Đinh, lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Kỳ Kỳ đỏ ửng lại, đỏ như một trái táo chín, dường như có thể bóp được ra nước đỏ như máu. Cuộc trò chuyện vừa nãy của Lý Nguyệt và Tô Thương, cô ấy đều nghe thấy rõ mồn một, quả thực quá táo bạo rồi. Tô Thương cho chị xem đồ, lại phải cởi quần áo mới nhìn thấy, hơn nữa còn có lông, dần dần sẽ to lên. Lý Kỳ Kỳ xấu hổ không chịu được, nghiến răng nói, đây rõ ràng là Tô Thương. Chị ơi, sao chị có thể như vậy được chứ, còn khen lông xù rất dễ thương cái gì chứ? Tô Thương đúng là không cần dĩ diện, thế mà lại để chị dùng tay vuốt ve. Ôi, tình cảnh đẹp quá đi, không dám tưởng tượng nữa đâu. Lý Kỳ Kỳ thẹn quá hóa giận, còn cả chị nữa, chị nhìn thì nhìn thôi, mắc gì còn nói cứng, nóng gì đó, chị không thấy thẹn thùng xấu hổ sao? Cái cuối cùng còn quá đáng hơn, thế mà lại hôn. Của Tô Thương, chị ơi là chị cũng không chú trọng đến vệ sinh quá đấy. Lý Kỳ Kỳ vô cùng ngượng ngùng, ngoài mặt thì đang chỉ trích Tô Thương và Lý Nguyệt, nhưng lòng sớm đã bay sang phòng bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi. Đến cuối cùng, quả nhiên cô ấy không nhịn được nữa, đành trùm chăn kín mít, cắm đầu ngủ say. Chấm chấm chấm. Lúc này, tại phòng sát vách, Lý Nguyệt lấy xúc xích ở trong phòng ra, trêu chọc Bạch Miêu. Bạch Miêu ngơ ra nhìn cô ấy một cái, Lý Nguyệt cũng không có cơ hội để được Bạch Miêu để ý tới. Tô Thương, chuyện gì vậy, nó không ăn xúc xích sao? Lý Nguyệt có chút thất vọng. Ăn chứ, cái gì nó cũng ăn mà. Tô Thương tươi cười trả lời, sau đó nhìn về phía Bạch Miêu, truyền âm, Bạch Miêu, phối hợp một chút đi, cô ấy là bà chủ của mày đấy. Ông chủ, tôi không cần bà chủ đâu, tôi có thể ở bên cạnh anh không? Sức ăn của tôi rất ít, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không gây sự, bình thường cứ để tôi nằm trong không gian chứa đồ là được rồi. Bạch Miêu trả lời, giọng thiếu nữ ngọt ngào truyền vào trong đầu Tô Thương. Không được. Tô Thương từ chối nói, Bạch Miêu, nghe lời đi, chăm sóc tốt cho Lý Nguyệt, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì, còn nữa, phối hợp một chút đi nào. Được rồi. Bạch Miêu trả lời một cách bất đắc dĩ, sau đó vẫy vẫy cái đuôi. Ăn miếng xúc xích mà Lý Nguyệt cho. Ha ha, dễ thương quá đi mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.